Anh chị cưới nhau ngót nghét cũng hơn 3 năm, nhưng vẫn chưa có được một mụn con. Chị tên Thanh Thanh, còn anh tên Hạo Thiên. Anh chị yêu nhau từ thời đại học. Tình yêu của hai người trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Chị xinh đẹp, tài giỏi, là trưởng phòng marketing, còn anh là kỹ sư dầu mỏ. Cuộc sống của anh chị rất an nhàn, sung túc, nhưng mãi chị vẫn chưa có con. Năm đầu cưới nhau, anh chị vẫn chưa lo tới vấn đề con cái. Tính chị hướng ngoại, chuyện con cái là ý trời. Nhưng một năm, hai năm, rồi sang năm thứ ba, chị bắt đầu lo lắng. Anh chị bàn với nhau đi khám sức khỏe tổng quát, thì phát hiện ra vấn đề nằm ở anh. Tình trùng của anh rất yếu, và cơ hội mang thai chỉ có 3%, nếu muốn có thai tự nhiên là rất khó. Biết kết quả xét nghiệm, anh chị chỉ biết ôm nhau mà khóc. Chị giấu không dám nói cho mẹ anh biết, chị lại sợ mẹ anh quy chụp cho chị, thì lại tội cho chị. Chẳng là trước khi cưới chị, mẹ anh ở quê đã tìm cho anh một mối mà bà thích. Chị lại là gái thành phố. Mẹ anh nói, gái thành phố thì tiểu thư ỏng ẹo, chả làm được việc nhà, lo cho chồng chu đáo, nên không thích chị ra mặt. Hai người sóng gió lắm mới cưới được nhau. Mỗi lần lễ Tết về quê là mỗi lần chị thêm gánh nặng đau đầu. Mẹ chồng bóng gió chuyện, chị mãi sao chưa có thai. Những năm đầu bà còn nhẹ nhàng, đến bây giờ thì chỉ chiết nặng nhẹ. Bà nói chị, cây độc không trái, gái độc nên chẳng có con, Mỗi lần như vậy, chị đều ôm mặt khóc nức nở. Chồng chị thương chị, nhưng anh chẳng dám nói trước mặt mẹ để bên chị. Anh lại là người con có hiếu. Mẹ anh vất vả nuôi anh khôn lớn, ăn học thành tài. Bà anh mất sớm để lại hai mẹ con nương tựa nhau. Nhà anh chỉ có mỗi mình anh là con một, vì vậy anh rất thương mẹ. Đành để chị chịu uất ức. Nhiều lần như vậy khiến chị trở nên trầm cảm. Chị mặc dù rất thương anh, cũng muốn buông tay anh. Nhưng chị biết vấn đề không nằm ở chị nếu chia tay thì cả hai đều đau khổ. Chị nhẫn nhịn mẹ chồng để vui cửa, vui nhà. Nhưng sức chịu đựng của chị thì có giới hạn. Đỉnh điểm là hôm 30 Tết vừa rồi, chị và anh về quê ăn Tết. Vừa đi xe về nhà, chị liền nhìn thấy Linh, người mà mẹ anh chọn để cưới làm dâu bà. Chuyện sẽ không có gì đáng nói. Nếu như trước đêm về quê hôm ấy, chị không nghe được cuộc điện thoại mà mẹ chồng chị gọi cho anh. Chẳng là bà nói anh về một mình, không cần chị về theo, mỗi lần nhìn thấy chị bà không vui lại sinh thêm bệnh nghe được câu bà nói chị giận tím người nhưng chị không làm gì hơn ngoài nhìn tuy mẹ chồng chị khắt khe với chị nhưng trong lòng chị vẫn thương và tôn trọng bà bỏ qua cái tôi của bản thân chị theo anh về quê chồng ăn tết vậy mà cái chị nhìn thấy là cảnh mẹ chồng và cái cô linh kia quây quần bên nhau như kiểu mẹ chồng nàng sâu hòa thuận hèn gì mà mẹ chồng chị không muốn chị về chẳng lẽ mẹ chồng chị già tới mức hồ đồ rồi sao dù sao chị vẫn là vợ anh, là dâu của bà cơ mà. Chị ấm ức, giận đến nỗi cả người run lên, đôi mắt chị đỏ hoe. Chị nhìn sang anh, biết chị chịu thiệt, anh cầm đôi bàn tay đang run rẩy của chị, dẫn chị đi vào nhà. Thấy anh, mẹ chồng chị vui ra mặt, nhưng vừa thấy chị, mặt bà đanh lại, thái độ khó chịu khi nhìn chị. Chị biết mẹ chồng không vui, nhưng chị đây mới là người có quyền tức giận. Nghĩ đến chồng chị lại cố kìm nén, chị mỉm cười dịu dàng. Tay sách một giỏ quà to đưa ra nói Con chào mẹ ạ Vợ chồng con mới về Chúng con có chút quà biếu mẹ lấy thảo ạ Nhìn vào giỏ quà toàn những đồ bổ dưỡng đắt tiền Nào là sâm nhung Bào ngư tổ yến Theo lý thì mẹ chồng chị sẽ vui vẻ nhận lấy Nhưng mẹ chồng chị chẳng những không vui Mà còn câu có trách chị không tiếc lời Gớm Anh chị về thăm cái thân già này được rồi Quà cáp làm gì Tiền làm ra lại phung phí Tôi già rồi ăn uống được bao nhiêu, chị không biết sót cho chồng chị vất vả kiếm tiền à? Nghe bà trách chị trước mặt người phụ nữ kia mà chẳng cho chị chút mặt mũi nào, bao nhiêu ất ức như nước vỡ bờ. Nhưng chị là dân làm ăn, sức chịu đựng của chị khá cao. Với lại đây là mẹ chồng chị, hơn thua nhau chẳng được gì, nói ra lại mang tội láo với mẹ chồng, lại làm trò cười cho người phụ nữ kia. Chị cố giấu đi nước mắt mà nói, ơ mẹ sao lại nói thế? Có đáng bao nhiêu đâu à? Nhà con rất lo cho mẹ đây là tấm lòng của tụi con mẹ nhận mẹ nhé cho anh thiên vui cô thì chỉ khéo nói muốn tôi vui thì nhanh chóng sanh cháu cho tôi bồng tôi còn được bao nhiêu năm để được nhìn cháu cơ chứ con với chả cái cứ cãi cái linh xinh đẹp lại tốt tính không lấy lấy phải cái loại chả biết đẻ chửa số tôi đúng là khổ mà vô phúc lấy phải loại dâu như cô nói rồi mẹ chồng chị giận dỗi toàn bỏ vào trong chị không ngờ mẹ chồng chị lại nói ra những lời này chị đau lắm cứ ngỡ ban đầu mẹ chồng không thương rồi thời gian sẽ làm bà nguôi ngoai chấp nhận chị ai ngờ bà vu cho chị thêm cái tội không biết đẻ con chị vừa tủi thân vừa giận anh trước giờ chị có phải chịu ấm ức trước ai đâu gia đình chị nhà ở thành phố bố mẹ chị cũng thuộc dạng khá giả chưa bao giờ nặng nhẹ chị dù chỉ một lời vậy mà mẹ chồng chị chẳng cho chị chút thể diện nào trước mặt người phụ nữ kia ai đời mẹ chồng lại đi đưa gái về dâng lên tận miệng chồng cơ chứ lại còn soi mói chị đủ điều. Vì thương anh chị nhịn đến bây giờ, nhưng những lời mẹ chồng chị nói như giọt nước tràn ly, bao ấm ức bấy lâu nay chị nói ra hết. Chị dững sờ nhìn mẹ chồng, nước mắt chị không kìm được cứ ảo ra, nói trong nghẹn ngào đau đớn. Kìa mẹ, sao mẹ lại trách con nặng lời như vậy? Con tự hỏi lương tâm, con làm dâu mẹ ba năm, còn có lỗi lầm gì với mẹ kia chứ? Con biết, con chưa có con được mẹ buồn, mà chúng con cũng chẳng vui vẻ gì con và anh thiên còn mong cháu hơn cả mẹ phận là phụ nữ với nhau mẹ không thương con đã đành đằng này mẹ chỉ chiết con còn mang chị ta về đây là ý gì vậy mẹ vừa nói chị vừa chỉ tay về hướng của linh chị lại nói tiếp chưa hết mẹ còn bảo con không cần về cái nhà này nữa vì sao vậy mẹ vì mẹ đã sắp xếp cho chị ta phục vụ cho chồng con thay con rồi phải không mẹ mẹ thật là quá đáng mà chị chị dám hỗn láo với tôi sao anh anh nhìn mà xem vợ anh nói tô như vậy, anh vừa lòng anh chưa? Mẹ anh nói xong cũng khóc thật to, già chiều uất ức vì chị dám cãi lời bà. Rồi bà ôm lấy ngực như muốn ngất xuống. Thấy vậy, Linh chạy tới đỡ lấy bà và hỏi. Bác, bác có sao không? Bác đừng giận, ảnh hưởng tới sức khỏe. Con xin lỗi là do con, con không nên sang nhà bác để cho Thanh hiểu lầm. Còn anh thấy mẹ mình như vậy, anh thương mẹ mà quên đi cảm xúc của chị. Anh hất tay chị ra, vội chạy tới đỡ mẹ anh từ tay của Linh. Anh nhìn chị hàn hồng nói Thanh, em xin lỗi mẹ mau. Sao em lại hỗn với mẹ như vậy chứ? Còn Linh nữa, cô ấy có làm gì sai với em đâu mà em lại lôi cô ấy vào đây. Em quá đáng rồi đó Thanh. Chị như không tin vào tay mình những gì vừa nghe. Chị không ngờ anh lại chẳng có chút lý lẽ gì quy chụp chị là người không hiểu chuyện. Anh đứng cùng chị nãy giờ nghe hết những lời mẹ anh nói. Không nói với chị một câu an ủi đã đành anh còn trách móc chị nhìn thấy một bàn ba người trước mặt, chồng họ giống như một gia đình thực sự, còn chị chỉ là người thừa. Chị ngước mắt nhìn anh, đôi mắt lưng chồng chị nói. Anh trách em sao? Anh không nghe mẹ sỉ và em như thế nào sao? Em cứ tưởng anh sẽ là người biết điều, anh đứng ở giữa em và mẹ. Em không cần anh bênh vực em, chỉ cần anh luôn bên em, em sẽ vì anh mà chấp nhận hết. Nhưng hôm nay em hiểu hết về anh rồi. Anh cũng như mẹ, chắc em không mang thai được sao? câu cuối cùng của chị hét to lên và hơn ai hết anh chị hiểu nguyên nhân vì đâu mà hai người đến giờ vẫn chưa có con anh biết mình hơi quá lời với chị nhưng anh không muốn để mẹ anh phiền lòng thôi thì đành để chị chịu thiệt một chút vậy về nhà anh sẽ dỗ dành chị sau anh hiểu tính chị sẽ không dẫn anh được lâu nhưng anh không ngờ lần này anh đã sai lầm chính vì hiểu chị nên anh đã mất chị sau này những tổn thương những lời anh nói hôm nay khiến chị ám ảnh về một người đàn ông mà chị thương yêu suốt 6 năm qua. Người ta thường nói, cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt, nhưng với anh, chị do anh quá nhiều cơ hội. Chị chỉ ước một lần anh đứng về phía chị, hiểu được những thiệt thòi tổn thương mà chị phải chịu trước mẹ anh. Nhưng anh lần nào cũng làm chị thất vọng, mặc dù chị biết anh yêu chị, nhưng chữ hiếu của anh với mẹ đặt nặng hơn chữ tình anh dành cho chị. Chị mệt mỏi chạy đi ngay trong đêm, chị chẳng cần biết hôm nay là ngày 30 Tết. Hành như thế nào chị chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà ghê gớm đó bước chân chị cứ lang thang vô định trong lòng chị trống rỗng chẳng nghĩ được gì cũng may tuy nhà anh ở quê nhưng lại là ở tỉnh nên đường xá đông đúc tấp nập vô cùng nhất là đêm nay lại là giao thừa nhìn cảnh gia đình người ta hạnh phúc vui vẻ đèo nhau đi xem chợ hoa mà chị thấy chạnh lòng đau xót chị bắt ngay chiếc taxi để trở về thành phố chị khóa máy và muốn cho mình một khoảng lặng Chị cần thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chị với anh. Về phía anh, sau khi chị bỏ đi, anh mặc dù lo lắng nhưng anh không đuổi theo chị. Anh biết chị đang rất hỗn loạn, lúc này anh không nên làm phiền chị. Chị về tới căn hộ của hai người cũng đã là 3 giờ sáng mùng 1, một, một cái Tết đầy mùi vị đối với chị. Chị đi vào phòng tắm, bật vòi nước ấm, chị ngâm mình vào đó, làn nước ấm áp làm cho chị thanh thản đi phần nào. Chị suy nghĩ về ngày hôm nay, những lời mẹ chồng xỉ vả, lời anh chê trách, nước mắt chị vô thức lại rơi. Chị quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa một chuyến. Chị đặt một vé xe đi ra biển Bình Thuận. Nghe đầu, vùng biển ở đây có một ngọn hải đăng rất đẹp. Sáng mai chị di chuyển sớm nhất. Chị búc ở một trong dì sọt ba sao. Chị cần thời gian yên tĩnh để cho bản thân chị được thoải mái. Sau tất cả, chị thực sự mệt mỏi. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn ba năm. Khó khăn nào cũng vượt qua, vậy mà vì cớ gì mà chị phải buông bỏ? vì anh vô tâm hay vì mẹ chồng chị quá cay nghiệt? này thêm tin vấn đề con cái không sinh được làm anh chị càng thêm phiền lòng. về phía anh sau khi chị bỏ đi anh ở lại cùng mẹ anh đến ngày mùng hai Tết anh vội vã chạy về nhà tìm chị anh liên lạc cho chị không được khiến anh vô cùng lo no lắng. về tới chung cư căn hộ tối thui tìm anh bất chợt đập liên hồi anh mở cửa phòng ngủ gọi to thanh ơi anh về rồi đây đáp lại anh là sự vang vọng của bốn bức tường. Anh vò đầu ngồi xuống giường suy nghĩ. Anh tự hỏi. Thanh, em đang ở đâu? Anh xin lỗi em. Đừng buồn anh em nha. Chị ở ngoài phan thiết ba ngày. Tâm trạng chị cũng vơi đi nhiều không ít. Trong khoảng thời gian này, chị gặp lại đoàn, người con trai thầm yêu chị từ thời cấp 3. Anh ta hiện nay là chủ khu dì sọt nơi chị đang thuê ở. Gặp lại đoàn, chị thấy vui. Mười năm rồi, anh ta du học nước ngoài, bây giờ mới gặp lại. Hôm đó, đoàn mạn phép mời chị đi uống ly cà phê, và trong lúc buồn bã, chị đồng ý đi cùng anh ta. Chị không hề biết rằng, điều này lại càng là cơ hội để đoàn lại yêu chị, bất chấp chị đã có gia đình riêng. Đoàn vẫn một lòng say mê chị như thổ nào. Hai người ngồi trong một quán cà phê sang trọng. Đoàn nhìn chị không chớp mắt, chị vẫn đẹp như ngày nào. Điều này làm cho trái tim đoàn không khỏi nhộn nhào. Đoàn đẩy nhẹ gọng mắt kính lên, nhìn chị say đắm hỏi. Thành dạo này như thế nào rồi? Chị né tránh cái nhìn đầy thâm tình của đoàn, cúi đầu nhìn ly cappuccino còn đang nóng hổi trên bàn. Tay chị khuấy nhẹ trước muỗng, chị mông lung trả lời. Tớ ổn, còn cậu như thế nào? Cậu trở về nước khi nào vậy? Mình về được hai năm rồi, nhưng cậu thật sự ổn chứ? Nhìn vào mắt cậu, mình biết cậu đang có một nỗi buồn. Nói cho mình biết được không? Chị phải công nhận đoàn vẫn như ngày nào mỗi lần chị có điều gì không vui anh ta đều bên cạnh động viên an ủi chị với chị đoàn chỉ như một người anh không hơn không kém nhưng giây phút này chị nhìn đoàn ở anh toát lên sự trưởng thành chững chạc lời đoàn quan tâm chị làm chị cảm thấy vui một cảm xúc khó tả lướt qua tâm trí chị vội lắc đầu xua đi thứ cảm giác này chị nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen sâu hun hút của đoàn chị nói với anh ta tớ có gia đình rồi Chồng tớ chắc hẳn không xa lạ gì với cậu đâu. Ừ, tớ biết. Chị bất ngờ trước câu trả lời của đoàn. Bọn họ phải nói gần 10 năm không liên lạc. Sao đoàn lại biết cơ chứ? Chị lắp bắp hỏi đoàn. Sao cậu lại biết chuyện tớ kết hôn? Đoàn thoáng buồn. Anh ta lúc này mới nhấp một ngụm cà phê đen đá. Đợi nó hòa tan trong miệng, đoàn mới từ từ trả lời chị. Anh ta nói. Cà phê đắng thật, nhưng nếu biết thưởng thức thì ta sẽ cảm nhận được hương vị thật của nó. Trong tình yêu cũng vậy. Cậu yêu người ta 6 năm, và đó cũng là khoảng thời gian tớ thương thầm cậu. Liệu trong cuộc tình đơn phương đắng chát này của mình, có lúc nào cậu ngoảnh lại nhìn mình một lần không thanh? Nói rồi, đoàn cầm lấy đôi tay đang đổ mồ hôi lạnh của chị. Vì bất ngờ chị chưa kịp phản ứng, đến khi chị tỉnh táo vội rút tay về, thì phía sau hai người một chàng vỗ tay, một giọng nói tức giận, xen lẫn chua chát vang lên. Hai người tình trong bể bình thật nếu không biết người ngoài còn tưởng lầm hai người là vợ chồng son hay những đôi đang yêu nhau thắm thiết thanh tôi thật không ngờ em vội vã rời khỏi tôi để đến bên tỉnh cũ của em chị sững sờ trước giọng nói quen thuộc này là anh chồng chị sao anh lại biết chị ở đây cơ chứ quả thật là chị đang ở trong tình huống tỉnh ngay lý gian bây giờ dù có mười cái miệng chị cũng không biết phải giải thích sao cho anh hiểu số chị quả thật khổ chuyện này chưa rồi lại đến chuyện khác chị biết phải làm gì trong hoàn cảnh này đây để anh biết rằng chị không phải là loại người như anh nghĩ sao sao anh lại ở đây thấy chị hỏi như vậy anh kiềm chế tức giận chân anh bước tới chị miệng nở nụ cười tươi khó hiểu nhìn chị nói sao vậy vợ yêu anh ở đây em không vui sao nói rồi anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh con kiến của chị bàn tay anh siết chặt lấy eo khiến chị đau đớn nhưng miệng chị vẫn gượng cười trả lời anh Ý em không phải vậy. Mà sao anh... Chưa đợi chị nói hết câu, ngón tay trỏ của anh đưa lên miệng chị, làm dấu im lặng. Anh quay sang nhìn trực diện vào khuôn mặt anh Tuấn của đoàn. Tay anh đưa ra trước mặt đoàn rồi nói. Chào cậu, lâu rồi không gặp. Xuyên chút nữa tôi không nhận ra cậu từng là cậu nhóc theo đuổi vợ tôi. Nghe ra lời nói xỉa sói của anh, chị cong nhẹ đôi mày thanh tú lại, tỏ vẻ không hài lòng. Còn đoàn lại tỏ ra không lấy làm khó chịu trước lời trâm chọc của anh. Đoàn đưa đôi tay ra, bắt lấy tay anh trả lời. Cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hy vọng lần này, anh cố sức giữ lấy Thanh. Tôi có việc phải đi trước, chào anh. Rồi đoàn quay sang nhìn chị, anh ta nói tiếp. Hy vọng sẽ gặp cậu một ngày không xa. Không khí giữa hai người họ nồng đậm mùi thuốc súng. Chị gượng cười với đoàn, còn anh cũng không chịu thua kém trước anh ta. Anh lớn giọng nói với đoàn. Vợ tôi đương nhiên tôi phải giữ chặt rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Nhưng cậu nên nhớ, cho dù là 10 năm, 20 năm, hay thậm chí là 50 năm sau, cô ấy vẫn sẽ là của tôi. Vậy sao? Hy vọng sẽ giống như lời anh nói. Nói xong đoán bước đi qua, anh không quên nhìn lại chị. Đợi đoán đi rồi, anh lúc này mới thay đổi thái độ với chị. Gương mặt anh lạnh tanh, không cảm xúc nói với chị. Về thôi. Chị biết anh đang ghen, nhưng chị còn giận anh chuyện ở quê. Lúc này chị cũng không yếu thế, chị gỡ bàn tay của anh ra khỏi eo chị trả lời anh anh về trước đi mọi việc không như anh nghĩ hơn nữa em vẫn chưa quên những gì anh nói với em đâu em kiếm chuyện để đến bên cậu ta sao sao gặp lại cậu ta nay thành đạt chín chắn em tiếc sao anh im đi đừng để mọi chuyện đi quá xa em cần thời gian yên tĩnh về đi em được lắm em không về cũng đừng trách anh hôm nay anh hiểu rõ về con người của em rồi thanh à nói rồi anh tức giận bỏ đi để lại chị một mình với muôn ngàn cảm xúc chị tự hỏi chị có gì thay đổi chứ chẳng phải anh người chị luôn yêu thương đã thay đổi rồi sao chị mệt mỏi lê dân về phòng vừa vào phòng điện thoại chị vang lên tin nhắn cậu ổn chứ xin lỗi đã làm cậu khó xử tớ ổn chuyện không liên quan tới cậu mà sao cậu biết số tớ cậu quên tớ là chủ resort này rồi sao ừ thôi tớ ngủ đây chào cậu cậu nghỉ ngơi đi chào cậu đọc xong tin nhắn của đoàn chị quẳng điện thoại lên giường bước vào phòng tắm chị mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu liệu chị có thật sự quan trọng với anh không chẳng lẽ tình yêu chị dành cho anh chưa đủ lớn để anh tin tưởng chị một lòng với anh sao còn anh thì sao liệu cái cô linh kia anh có chút nào tình cảm tắm xong chị bước ra ngoài điện thoại chị vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh chưa bao giờ anh chị lại hiểu lầm nhau như vậy có ở lại đây cũng chẳng vui vẻ gì chị quyết định sáng mai chị sẽ về thành phố và nói chuyện rõ ràng với anh. Còn anh, sau khi rời khỏi khu dì sọt, anh tức giận lái xe về thẳng quê. Thấy anh, mẹ anh bất ngờ, nhưng rất nhanh bà vui vẻ hỏi anh. Con về rồi à, ở lại với mẹ vài hôm nhá. Gớm, anh có mấy dịp về quê thăm tôi đâu. Sẵn năng bữa cơm, anh ra sau nhà rửa mặt rồi lên ăn cơm với mẹ nhá. Cái Linh nó đang dọn đồ ăn lên. Nghe mẹ anh nhắc tên Linh, anh cầu mày hỏi sao tết nhất cô ấy không ở nhà sang bên nhà mình mãi vậy mẹ nói thật con không thích chuyện này đâu mẹ nhé con có vợ rồi con không muốn thanh buồn với mẹ không sợ hàng xóm dị nghị sao nghe vậy mẹ anh tức giận đứng vắt dậy nói lớn anh đang dạy đời tôi sao cái linh thương tôi sống một mình nên thường xuyên sang đây với tôi ai dám lời ra tiếng vào hơn nữa anh có vợ thì đã sao đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường anh coi lại đi con vợ của anh có mỗi chửa đẻ cũng không làm được thì nó lấy gì trách tôi? Mẹ quá đáng rồi đó. À, nay anh láo, dám cãi tôi sao? Tôi thật vô phúc bà. Cả con lẫn dâu, ai thương tôi chứ? Sắp về với ông bà rồi, mà mỗi đứa cháu tôi cũng không có. Anh nói đi, tôi làm sao nhắm xuôi mắt chứ? Thôi mẹ đừng giận, con cái là ý trời, mẹ đừng trách vợ con, kẻo tội cô ấy. Tôi nào dám trách cô ta? Vừa mới nói vài câu, đã đùng đùng bỏ đi rồi. Gớm, tôi chả dám có dâu như thế. Anh biết có nói nữa, mẹ anh chẳng nghe lọt tai. Anh không đối co với mẹ anh nữa, anh nói. Thế mẹ không cho con ăn à? Tính bỏ đói con trai mẹ sao? Lúc này, bà mới nguôi một chút ít. Nói ra bà thương anh trách vậy thôi, chứ bà xót cho anh lắm. Bà cười nói với anh. Vào rửa mặt, rồi nhanh ra, mẹ cũng đói rồi. Câu chuyện của mẹ và anh nãy giờ đã được Linh nghe không sót chữ nào. Cô ta tức giận, hai tay nắm chặt, khuôn mặt vặn vẹo chả còn chút nào nét ngây thơ như trước mặt mẹ anh. Cô ta nghiến răng tự nói. Anh cứ để mà xem, con đình này không có được anh thì chả con nào có được. Anh đi ra sau nhà thì va phải Linh, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà tô canh khổ qua nóng hổi trên tay cô ta rơi xuống. Nước canh nóng hắt lên ngực cô ta, trong khi Linh lại đang mặc cái áo sơ mi von mỏng màu trắng, làm lộ ra một mảng ngực lồ lộ. Anh cũng bất ngờ trước tình huống này, không biết phải làm sao thì Linh cô ta mới hoảng la lên ôi nóng chết em rồi anh thiên ơi cô cô có sao không xin lỗi tôi không cố ý linh tỏ ra đau đớn khuôn mặt trắng noãn của cô ta đỏ bừng cô ta nhăn mặt tỏ vẻ rất đau nói em em không sao cô nhanh vào xả nước mát đi không lại bỏng rồi tôi chở cô đi phòng khám tư xem như thế nào nhưng em không có áo mặc chết tôi sơ ý thôi để tôi vào phòng tôi lấy áo cho cô thay cái áo thun của tôi cô không ngại thì mặc tạm nhé nghe anh nói vậy trong lòng cô ta lâng lâng xúc cảm được mặc áo của anh là điều cô ta mơ ước lâu nay cô ta thầm nghĩ mình dùng cái này quả nhiên chính xác tuy đau một chút nhưng đáng linh giả vờ ngại ngùng gật đầu nói vâng cảm ơn anh anh chờ em chút nhé sau khi linh đi nghe ồn ào mẹ anh mới đi xuống bà nhìn ngó xung quanh không thấy ai bà nghĩ sao lạ vậy mới lúc nãy còn nghe tiếng la của cái linh sao giờ chả có ai vậy hay là chúng nó Mẹ anh vui mừng với cái suy nghĩ không đàng hoàng của bà. Nhưng chưa kịp hết vui thì bà thấy anh từ phòng đi ra. Thấy bà anh vội nói. May quá, mẹ đây rồi. Mẹ đưa cho Linh cái áo này hộ con với. Lúc nãy con vô tình làm đổ canh nóng vào người cô ấy. Mẹ vào phòng tắm xem cô ấy sao rồi. Thế à, khổ thân con bé. Không biết con bé có sao không nữa. Thôi, để mẹ vào xem nó như thế nào. Trong phòng tắm, Linh cởi chiếc áo ra. Một mảng đỏ lòm trước ngực trên làn da trắng tuyết làm cô ta khó chịu vô cùng, đang trong tình trạng bà nút, cô ta nghe tiếng gõ cửa. Trong phòng Linh vui mừng, hí hửng nghĩ là anh gọi, cô ta nói với ra. Anh mang áo cho em đấy à, vào đi anh, không khóa cửa anh ạ. À. Nhưng khi nhìn thấy mẹ anh, nụ cười trên môi cô ta méo sạch, thầm chửi thề. Bà, nó, còn mụ già phá chuyện tốt của bà, đợi bà lên giường rồi cưới con trai mụ, xem bà xử mụ như thế nào, đợi đấy nghĩ là vậy nhưng lập tức cô ta nở nụ cười tươi thân thiết nhưng mặt lại ra chiều đau đớn nói ôi bác ạ à, cháu làm phiền bác quá cái còn bé này phiền gì chứ thôi để bác xem nào khi nhìn thấy vết đỏ lòm trước ngực linh mẹ anh suýt xoa xót cho cô lắm bà vội nói thôi chết bỏng rộp cả rồi đây này chết chừa lị còn gái mà bị sẹo xấu lắm cháu mặc áo nhanh vào rồi để thằng thiên nó trở đi khám bác ra ngoài trước cháu nhanh nhé vâng ạ về phía chị, sau khi đặt chuyến sớm nhất về thành phố, chị gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Chị nghĩ anh sẽ về quê, nhưng thật lòng lúc này chị chẳng muốn đối diện với mẹ chồng chị tí nào. Tối đến chị gọi cho anh, mãi một hồi sau mới có người nghe máy, nhưng không phải là tiếng của anh. Alo, chào em, chị là Linh, anh Thiên đang ở trong phòng tắm, em có gì cần chị nhắn lại không? Chị dưỡng sờ, sau đó tức giận, trước sự chờ chẽn của Linh, Chị kiềm chế cảm xúc, muốn giết người lúc này, chị gàn giọng hỏi, "Chồng tôi đâu? Tôi yêu cầu chị chuyển máy gấp cho anh ấy." "Ơ ờ, em bị lãng tai sao? Chị bảo là anh ấy đang tắm cơ mà. Mà chị nói này, em buông tha cho anh Thiên đi được không? Anh ấy là người có hiếu, em đừng để anh ấy khó xử với mẹ." Nghe xong mà chị tức muốn nổ đom đó mắt, ai đời, phò lại lên mặt với chính thê, lại còn ra điều dạy dỗ chị cơ chứ. Nhưng chị là người lý trí, chị sẽ không bao giờ để cô ta đùa bỡn trước mặt chị. Và hơn ai hết, chị tin anh không phải loại người này. Nhưng vấn đề bây giờ khá nhạy cảm, lại là lúc vợ chồng chị đang lục đục với nhau. Hơn nữa, chị ta lại dám nghe điện thoại của anh trong lúc đêm hôm thì chị cần phải xem lại. Chị nhẹ nhàng trả lời cô ta. À, hóa ra chị là loại đeo bám chồng người khác như những con phò mà tôi hay xem trên phim ảnh đấy hả? Nhưng mà tôi phải phục chị lắm, diễn viên có khi còn không diễn đạt như chị những gì chị nói tôi đã ghi âm lại và tôi muốn chính miệng anh thiên nói với tôi còn chị không có tư cách chị cứ ở đó mà mơ mộng cướp chồng người khác đi nhé mà không biết ba mẹ chị nghĩ gì khi có loại con gái như chị thấy chị cũng có vẻ là người có ăn có học lại không đến nỗi đuôi mù sức mẻ gì nhưng sao lại đi hám chồng người khác vậy tôi buồn thay cho ba mẹ chị vậy nhé chào chị may may không đợi chị ta nói hết câu chị tắt máy ngang, mà lòng chị hậm hực lắm. Phèn này nếu anh không giải thích rõ ràng, thì cũng đừng trách chị không nể tình cảm vợ chồng bấy lâu nay. Chị tắt máy ngang, khiến Linh vô cùng căm tức. Chị chửi cô ta như vậy, làm cô ta không nói được câu nào. Cô ta nắm chặt chiếc điện thoại của anh trong tay, thầm nghiến răng nói. Mày cứ chờ đấy, tao nhất định phải giành lấy anh Thiên từ tay mày, đồ danh con láo tuyết. Nhưng khi thấy anh từ phòng lấy thuốc đi ra, mặt Linh lại nở nụ cười hiền giả tạo như trước kia, và nói với anh lấy thuốc xong rồi à anh em xin lỗi phiền anh em ngại quá có gì đâu cô đừng ngại là do tôi mà cô như vậy à mà hình như có ai gọi cho tôi phải không sao cô lại cầm điện thoại của tôi vậy à à em xin lỗi nãy vợ anh có gọi tới em vừa nhấc máy lên cô ấy nghe tiếng em xong rồi chửi em xối xả rồi còn bảo em cướp chồng cô ấy ôi em xấu hổ nhục nhã quá anh ạ à. nói rồi cô ta giả vờ khóc tu tu như thật phải công nhận Linh nên đi làm nghề diễn viên thì cô ta chắc chắn giành giải ốt ca. Nghe Linh nói, anh cũng không tin chị là loại người hồ đồ như vậy. Nhưng khi nhớ lại hôm 30, ở nhà anh chị cũng từng ám chỉ Linh giật chồng chị, nên anh cũng có chút không vui khi chị cư xử không ra gì. Anh thấp giọng nói với Linh. Nếu thật vợ tôi nói vậy, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô. Chắc cô ấy hiểu lầm thôi. Mà tôi hy vọng nếu còn lần sau, cô đừng động vào máy của tôi nữa nhé. Trễ rồi, tôi đưa cô về vâng ạ à, em xin lỗi ạ à, đã tự ý động vào điện thoại của anh ồ không sao tôi chỉ nhắc để cô nhớ thôi cô không cần xin lỗi tôi đâu với lỗi ở đâu nhiều thế để cô cứ xin mãi mình về thôi anh nói xong thì đi ra trước lấy xe linh lẽo đẽo phía sau mà cảm giác tức tối mẹ con danh làm tao bị anh ấy trách cứ chở mà xem tao mà không có được anh ấy mày cũng chẳng được đưa linh về nhà cô ta xong anh lái xe về nhà mẹ anh trời cũng tối nên anh dự định sẽ ở lại hết hôm nay, mai lại lên lại thành phố. Về tới nhà, anh đi thẳng vào phòng, nằm xuống giường anh gọi cho chị. Vừa nãy anh có chút việc, em về nhà chưa? Việc gì? Sao đêm hôm lại ở chung với chị ta? Tôi cần lời giải thích của anh. Em thôi ngay cái giọng cha xét ấy đi. Em có ăn có học đàng hoàng, sao nói chuyện như kẻ vô học thế? À, hóa ra tôi không được hỏi chồng tôi rằng đêm hôm anh ở cùng gái, rồi bây giờ anh còn dạy đời tôi sao? Anh không ngờ em thay đổi quá Thanh à. Em còn chửi người ta giật chồng em. Em nghĩ anh ham gái vậy sao Thanh? Là chị ta nói với anh sao? Chị ta nói gì anh cũng tin à? Vợ chồng tình nghĩa yêu thương 6 năm mà anh tin người ngoài hơn tôi sao? Tôi nhìn lầm anh rồi Thiên à. Cúp mấy đây, mệt mỏi. Em đừng quá đáng. Em còn chưa giải thích với anh việc giữa em và đoàn nên đừng to tiếng trước mặt anh. Tôi và cậu ấy thì như thế nào? Việc anh và chị ta sờ sờ ra đấy. Còn mẹ anh nữa, Mẹ có thương gì tôi đâu, mẹ tự tay dâng chị ta cho anh đấy. Mẹ còn trách tôi không chữa đẻ được nữa. Anh nghĩ xem tôi chịu đựng vì ai? Anh, anh có bao giờ trước mặt mẹ anh nói giúp tôi một lời chưa? Anh sợ mẹ anh buồn, còn tôi, tôi là sỏi đá không có cảm xúc sao? Nếu mọi người đều mệt mỏi, vậy hãy cho nhau thời gian suy nghĩ lại đi. Mai tôi sẽ về nhà mẹ, anh đừng nói gì nữa. Chị nói một hơi trong nghẹn ngào rồi tắt điện thoại trước sự ngạc nhiên, xen lẫn lo lắng của anh. Đúng vậy anh chưa bao giờ cân bằng cảm xúc trước chị và mẹ vì anh nghĩ chị sẽ thấu hiểu cho anh nhưng anh không ngờ lần này chị lại bức xúc như vậy anh gọi lại cho chị nhiều lần nhưng toàn là thuê bao anh biết chị đang rất hụt hẫng chẳng lẽ anh sai rồi chăng nhưng tại sao gần đây chị lại thay đổi hẳn như vậy còn đâu một người vợ ngoan hiền hiếu thuận như ngày nào điều gì làm chị thay đổi anh lại nghĩ đến vì gặp lại đoàn mà chị khác hẳn không còn là chị như xưa Ý nghĩ này ăn mòn vào tâm trí anh, khiến một cơn tức giận trong anh tuôn trào. Về phía chị, sau khi nói cho nhẹ lòng, chị nằm vật ra trên giường khóc tức tưởi. Chị giận anh ghê gớm, đã không quan tâm chị thì thôi, đằng này lại nghe lời người khác trách móc chị. Mà kẻ đó lại là kẻ giòm ngó muốn cướp chồng chị. Chị không nghĩ cô ta là loại rẻ tiền cháo trở như vậy. Trên đời chắc hết đàn ông hay sao mà cứ háo bám vào kẻ có vợ. Chị trách chị ta một, phải trách mẹ chồng và anh mười. Nếu mẹ anh và anh không cho chị ta cơ hội, thì làm gì chị ta có cửa xen vào? Nằm ấm ức một lúc, thì một cơn buồn nôn khó chịu tuôn trào. Chị nghĩ chắc là do dạo này ăn uống thất thường, nên bị dạ dày rồi. Chị vào phòng vệ sinh nôn khan, bụng chẳng có gì cứ nôn ra toàn nước, khiến ruột gan chị thắt lại, đau đớn vô cùng. Chị sực nhớ là tháng này kinh nguyệt chị chưa đến, với gần 3 tháng nay, nguyệt san của chị không đều, khiến chị cảm thấy lo lắng. Chị nói sau đợt Tết này chị tính đi khám tổng quát một lần cho chắc, chứ sức khỏe rất quan trọng, vì dạo gần đây cơ thể chị hơi khác lạ. Sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, chị mệt lả người, nằm bẹp dí xuống giường, thì điện thoại chị đổ chuông, là đoàn gọi tới. Cậu sao rồi, về sao không nói với mình một tiếng? Ừ, mình ổn, xin lỗi cậu tại gấp quá mình không chào cậu được, thôi để dịp nào mình ra ngoài đó mình gọi cậu nhé. Mùng 10 này mình có chuyến công tác trong thành phố, mình gặp cậu luôn được không? Ừ, khi nào vào alo mình. Thôi, mình tắt máy nhé. Nhức đầu quá, mình muốn ngủ một chút. Chào cậu. Cậu nghỉ ngơi đi, gặp cậu sau nha. Sáng mai thức dậy, chị vệ sinh cá nhân xong rồi, chị dọn vài ba bộ quần áo vào ba ly về nhà ngoài. Vừa ra khỏi cửa, thì anh cũng vừa đỗ xe trước sân nhà. Thấy chị xách vali đi, bao nhiêu tức giận anh chút hết ra ngoài. Đóng cánh cửa xe lại một cái rầm thật mạnh. Anh bước xuống xe, đi nhanh về phía chị gương mặt anh hậm hực nhìn chị nói. Vào nhà nói chuyện với anh một chút. Có gì anh nói ngay nhanh đi. Thấy chị bướng như vậy, anh càng tức. Một tay anh giật lấy cái vali trên tay chị. Tay kia, anh nắm chặt tay chị, kéo mạnh vào nhà. Vừa kéo chị đi, anh vừa nói. Em lớn rồi, đừng hành động như trẻ con nữa. Em về nhà em, rồi mặt mũi anh để ở đâu? Em không nghĩ gì cho anh à? Chị nghe anh nói, chị tức giận không kém. Chị giật mạnh tay anh ra rồi quát lên. À, Hóa ra anh sợ mất thể diện với ba mẹ tôi sao? Vậy còn thể diện của tôi, anh có giữ cho tôi trước mặt chị ta không? Buông tôi ra, anh không có quyền buộc tôi phải làm theo ý anh. Anh là chồng em. Anh vẫn còn nhớ mình là chồng tôi sao? Tôi đã nói buông tay tôi ra, tôi mệt mỏi, tôi muốn về nhà. Nhà em ở đây, em bỏ cái tính trẻ con đi được không? Anh không ngờ em lại bướng như vậy, em không nghĩ cho anh chút nào sao Thanh? Không nghĩ mà tôi chịu đựng mẹ anh tới bây giờ sao? Anh xem mẹ anh đã nói gì tôi trước mặt người đàn bà kia chứ. Anh lúc đó làm gì, thậm chí còn chửi tôi vô học. Giờ thì buông tay, tôi không muốn nói nhiều, tôi cần yên tĩnh, anh hiểu chưa? Vì anh nắm tay chị rất chặt, chị cố dầm tay chị ra khỏi tay anh. Anh thì cố cầm chặt tay chị lại, dùng lực sức mạnh để thoát ra. Hai người rằng co một lúc, khi thoát được tay anh, do đi giày cao gót nên chị bị mất thăng bằng, chị chơi với, ngã mạnh xuống bậc thềm trước nhà anh bàng hoàng trước sự việc xảy ra quá nhanh nên không đỡ được chị còn chị một cảm giác đầu ê ẩm đầu tiên là ở mông tiếp đến bụng chị quặn lên từng cơn đau đớn chị khó khăn muốn đứng dậy anh sau một lúc thất thần vội chạy tới đỡ chị lên xin lỗi em anh không cố ý em có sao không thanh có bị đau chỗ nào không em bụng dưới của chị càng lúc càng đau chị không nói được nên lời gương mặt chị từ hồng chuyển xanh tái nhợt chị đau đớn ôm lấy cổ anh nói đứt quãng Em, em đau bụng quá. Nói rồi chị ngất lịm trong vòng tay anh. Nghe chị bảo đau bụng, anh nhìn xuống phía dưới, máu đỏ chảy xuống thành hai dòng từ cặp đùi trắng nõn của chị. Màu đỏ sẫm trên nền màu trắng tạo một màu sắc chói mắt vô cùng. Anh hốt hoảng sững sờ, bế thốc chị lên, chạy nhanh ra xe đưa chị vào viện, mà lòng anh bồn chồn không yên, cảm giác như anh vừa mất đi một thứ gì đó rất chân quý của hai người. Cũng giống như cuộc hôn nhân giữa anh và chị đang đứng giữa nguy cơ trên bờ vực thẳm do một phút nông nổi hiểu lầm giữa hai người gây nên. Bởi vậy, yêu thôi chưa đủ. Trong cuộc sống hôn nhân, cần rất nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan và quan trọng là niềm tin sự thấu hiểu cho nhau mới khiến cho hôn nhân vững bền dài lâu được. Chị nằm viện mê man đến hơn hai ngày sau mới tỉnh. Anh bên cạnh chị luôn túc trực không chớp mắt. Gương mặt anh hiện vẻ mệt mỏi vô cùng. Mới hơn hai ngày mà anh như giả hơn năm tuổi chị tỉnh dậy với cơ thể nặng nề đau nhức. Thấy chị tỉnh dậy, anh vui mừng ôm chầm lấy chị, quên cả việc chị đang chuyển nước biển, dây nhựa đầy trên tay. Vì ôm mạnh nên chị vô thức cầu máy đau đớn, anh mới chợt nhớ ra, vội buồn chị rồi hỏi. Em thấy trong người sao rồi? Chị khó khăn trả lời anh, giọng chị ồm ồm do khan cổ chị nói. Em, em không sao, mà em bị gì vậy? Em nằm đây bao lâu rồi? Nghe chị hỏi, anh không biết trả lời sao với chị anh còn đau lòng hơn cả chị khi tin vui chưa kịp đến thì đứa bé mà họ mong mỏi bao lâu nay sẽ chẳng bao giờ còn nữa anh biết nếu nói ra lúc này chị sẽ rất sốc và thậm chí sẽ bị u uất trầm cảm nhưng anh không thể giấu chị được vì dù sao chuyện đau lòng này xảy ra đều không ai muốn anh cầm đôi tay trắng ngần lạnh toát của chị thật chặt như muốn chuyển thêm sức mạnh cho cả hai người tay anh run rẩy không tự chủ được anh nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của chị thật lâu. Anh nói trong nghẹn ngào. Xin lỗi em, anh đã không bảo vệ được con của chúng ta. Nhiều xét đánh ngang tay. Chị như không nghe được những gì anh nói. Tài chị ủ đi, mồ chị nghẹn đắng khô cằn. Cố bỏ qua lời nói của anh. Chị lắp bắp hỏi anh. Đứa bé... Là sao? Ý anh là em đã có thai. Em có thai rồi, đúng không anh? Anh gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Anh lúc này như một con robot bị điều khiển. Anh không tin là đứa bé đã không còn. Cái thai đến bất ngờ và ra đi cũng vội vã. Chị thấy anh như vậy, bất chấp cả tay đang chuyển dịch, chị lay mạnh cánh tay anh. Chị một lần nữa hỏi lại anh, mặc dù chị biết, nếu có thai, với cú ngã hôm trước, với việc trước khi ngất, chị cảm nhận được một chất ấm nóng từ hạ thân chị chảy ra. Chị kịp nhìn thấy đó chính là một dòng máu đỏ thẫm giữa hai chân chị. Tuy chưa là mẹ bao giờ, nhưng với sự mong chờ có một đứa con, chị đã tìm hiểu đầy đủ kiến thức cho việc mang thai. Chị cũng hiểu được đứa bé của chị lành ít dữ nhiều. Nhưng cho dù chị còn một phần trăm, chị vẫn hy vọng con của chị không sao. Nước mắt chị rơi lã trã trên khuôn mặt lấm lem. Chị thổn thức nói. Vậy đứa bé của em sao rồi? Con sao rồi anh? Đứa bé không sao phải không anh? Anh ơi trả lời em đi. Em biết trời thương vợ chồng mình, nên dù khó khăn, con đã đến với anh và em đứa bé sẽ bình an, không việc gì phải không anh? Nhìn vào ánh mắt đã ướt nhòa, nhưng đầy vẻ chờ mong của chị, tim anh như thắt lại từng cơn. Anh trách mình dạo gần đây ít quan tâm chị. Anh trách anh vô tâm khi thấy chị dạo này hay thèm ngọt, mà trước giờ chị rất ghét ngọt. Chị bảo rất sợ béo, còn rất nhiều chi tiết khác lạ, nhưng anh đã không tinh ý nhận ra. Cũng giống như cái hôm định mệnh khiến chị xảy thai, nếu anh mềm mỏng hơn thì chị đã không phải nằm đây, còn hai người sẽ không mất anh một lần nữa ôm chầm lấy chị. Anh đau đớn khóc thành tiếng. Xin lỗi em, xin lỗi con. Là tại anh, anh đã không bảo vệ được tốt cho hai người. Anh không xứng làm chồng, làm cha. Chị tuyệt vọng vô cùng. Thế là hết. Dù chỉ một phần trăm cơ hội, nhưng chị vẫn không có được. Chị là người mẹ tồi mà. Tại sao chứ? Tại sao có thai mà chị lại không biết chứ? Vậy mà chị lại mong mỏi đến nhường nào để được mang thai? Vậy mà khi có thai chị lại không biết chị xứng đáng làm mẹ sao chị buông thõng đôi tay mặc cho anh ôm chị chị cười như điên dại miệng chị cứ nói mãi mất con rồi sao con tôi thật sự không còn thật rồi sao chị cười mà nước mắt chị cứ ảo ạt rơi xuống anh biết chị đang rất xúc động anh lúc này chị có thể ôm chị thật chặt để chuyển hơi ấm cho chị cũng như chuyển thêm sức mạnh cho hai người lúc này đây anh chị đều vô cùng yếu đuối đến đáng thương cười rồi khóc Chị lúc này còn hơn cả người điên. Anh ôm chị miệng luôn nói câu. Anh xin lỗi. Nghe được hai từ xin lỗi của anh, chị như nhớ ra được điều gì. Chị vùng ra khỏi vòng tay của anh. Gương mặt chị lạnh tanh không cảm xúc. Chị vô hồn nói. Cái thai mấy tuần rồi? Sáu tuần đã có tim thai. Anh xin lỗi. Đứa bé được sáu tuần. Vậy là đã hơn một tháng rồi sao? Chị đưa tay lên xoa nhẹ một vòng trên cái bụng phẳng lì của chị. Chị lẩm bẩm nói với cái bụng của chị. Cũng như nói với cho chị nghe. Mẹ xin lỗi con. Mẹ yêu con. Đừng trách mẹ vô tâm con yêu. Nơi thiên đường, hãy hạnh phúc con nhé. Xong rồi, chị giật tất cả dây chuyển nước ra. Mặc cho máu chảy dài trên cánh tay. Chị không có cảm giác gì. Vì cái cảm giác đau đớn nhất là nơi trái tim chị. Nơi đây nó đang rỉ máu. Chị cười nhích môi hỏi anh. Anh vì sao phải xin lỗi tôi? Chẳng phải anh đang trách. Tôi là người mẹ vô trách nhiệm ngay cả mình mang thai cũng không biết sao thấy tay chị máu càng lúc càng nhiều anh hốt hoảng gọi to bác sĩ bác sĩ nghe anh gọi bác sĩ đến chị đứng phát dậy gào to trước mặt anh tôi không cần đừng giả tạo trước mặt tôi chẳng phải cả anh và mẹ anh đều muốn người đàn bà kia sinh con cho anh hay sao anh đừng ở đây vờ việt trước mặt tôi anh vui không tôi đã làm mất con rồi giữa tôi và anh không còn gì nữa anh cút ngày đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa thanh Em đang nói khủng điên gì vậy? Bình tĩnh nghe anh nói. Nằm xuống đây. Máu chảy nhiều lắm em. Đừng nói như vậy. Con mất rồi, mình sẽ cố để có lại đứa khác. Em, em đừng như vậy nữa Thanh à. Có đứa con khác sao? Anh nói dễ nghe lắm. Tôi không muốn có thêm bất kỳ đứa bé nào với anh nữa. Cút đi, tôi sẽ nhanh chóng đến với con của tôi đây. Còn tôi chắc một mình sẽ cô đơn lắm. Con ơi, chờ mẹ nhé, con yêu. Nghe chị nói, anh vô cùng sợ hãi, lúc này tâm lý chị đang hoảng loạn phòng chị đang nằm lại ở lầu ba bệnh viện với độ cao này nếu chị nghĩ quẩn mà nhảy xuống thì không chết cũng sống đời thực vật anh biết lúc này chị điên rồi điên đến nỗi ngay cả mạng sống của mình chị cũng không cần chị không còn là chị nữa dường như nỗi đau mất con quá lớn cộng với áp lực từ phía mẹ chồng rồi sự hiểu lầm giữa anh chị khiến chị muốn được giải thoát anh nghe chị nói trong tuyệt vọng nên đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất chị sẽ nhảy lầu nhưng không ngờ chị lại nghĩ là làm ngay. Hành động của chị lại nhanh đến vậy. Khi anh chưa kịp định thần lại thì chị nhìn thấy cửa sổ phòng mở toang. Quyết định buông xuôi sự sống. Chị bất chấp tất cả, mỉm cười lao nhanh ra cửa trước sự sững sờ của anh. Anh vội vàng lao theo chị. Cũng may cửa sổ được xây cách tường 2 mét nên anh đã kịp ôm lấy chị từ phía sau. Chị dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Miệng chị không ngừng thét. Buông ra, tôi muốn đi theo con tôi. Nhanh buông tôi ra, Em bình tĩnh đi được không? Sao em lại suy nghĩ nông cạn vậy Thanh? Em định rời bỏ anh luôn sao? Còn đã bỏ anh rồi, chẳng lẽ em cũng không cần anh nữa sao Thanh? Anh kêu tôi làm sao bình tĩnh đây? Anh là một thằng chồng tôi, tôi ước một lần được anh hiểu cho tôi. Anh hãy đặt mình vào vị trí của tôi để cảm nhận được những tổn thương mà tôi cam chịu. Buông tha cho nhau đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Không, em nằm mơ đi. Anh yêu em, sẽ không có chuyện anh vì điều gì mà buông bỏ em đâu. Tin anh. Rồi chúng ta lại có thêm đứa bé khác mà. Anh xin lỗi, tại anh mà em ra nông nỗi như này. Nghe anh nói, chị chẳng có một chút gì là xúc động. Chị dùng đôi tay gầy guộc, gỡ từng ngón tay, anh đang ôm chặt chị của anh. Chị nói, muộn rồi, kết thúc thôi. Không muộn, chúng ta sẽ làm lại từ đầu em à. Nhưng tôi kiệt sức rồi, tôi không còn yêu anh nữa. Em nói dối, Thanh, quay lại nhìn anh này. Em đang giận, đang trách anh vậy không? Em đừng buồn nữa, tha thứ cho anh một lần này thôi xin em hãy tin anh anh chỉ yêu duy nhất một người là em đừng buông bỏ tình yêu của chúng ta mà em gương mặt chị ướt nhoè nước mắt làm sao chị không yêu anh cho được chứ có yêu mới có đau có khổ có oán có trách nhưng chị thật sự mệt mỏi chị tha thứ cho anh rồi thì sao chị tin chắc một điều nếu đứng giữa chị và mẹ anh chắc chắn sẽ luôn chọn bà ấy và người chịu đựng những đau khổ sẽ lại là chị vậy thì cớ sao chị không chủ động giải thoát cho cả hai chị còn hy vọng mong chờ điều gì từ nơi anh nữa đây chị không phải là người không hiểu chuyện nhưng sống với một người mẹ chồng hà khắc suốt ngày đay nghiến chị đã vì anh bỏ qua cái tôi lòng tự trọng của chị nhưng mẹ anh dường như không hiểu bà cho chị là kẻ chẳng ra gì mệt mỏi chán trường giờ đây đứa bé cũng không còn nên chị chẳng còn gì để níu giữ cuộc hôn nhân này chị chậm rãi xoay người lại nhìn thật sâu vào đôi mắt anh chị lặng lẽ thở dài nói trong vô vọng anh về đi tôi muốn được yên tĩnh nếu không tôi lại sợ mình sẽ làm thêm điều gì đó dại dột anh hiểu chị đã vượt qua được giới hạn chịu đựng đôi tay anh run rẩy buông thân gầy gò của chị mắt anh đỏ hoe nhìn chị thâm tình nói được em nghỉ ngơi đi anh sẽ trở lại thăm em sau em không nghĩ đến anh nhưng xin em hãy nghĩ đến ba mẹ em chuyện em nằm viện anh giấu không để ba mẹ biết anh về trước đây. Anh bước đi trong cô đơn. Lúc này bác sĩ cũng vừa đi vào. Là một vị bác sĩ nam. Anh ta đều khẩu trang và còn rất trẻ. Anh nhìn vị bác sĩ này, thấy đôi mắt anh ta vô cùng quen thuộc, nhưng không nhớ ra là ai. Anh dừng lại trước mặt nam bác sĩ rồi nói. Chăm sóc cô ấy hộ tôi. tâm trạng vợ tôi không được tốt. Tôi sẽ trở lại sau. Cảm ơn bác sĩ. Anh ta không trả lời anh, chỉ nhẹ gật đầu như đã hiểu điều anh nói. Trước khi rời đi, anh còn quay lại nhìn chị nhưng chị chẳng có vẻ gì quan tâm đến anh chị xoay người đối diện với cửa sổ đôi mắt chị nhìn về xa xăm mang theo nỗi buồn rười rượi anh vừa ra khỏi phòng người bác sĩ đi tới bên cạnh chị anh ta nhìn chị đầy lo lắng cậu ổn không nghe thấy giọng nói quen thuộc chị nhìn sang thì bắt gặp gương mặt của đoàn chị ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng hỏi sao sao lại là cậu cậu bất ngờ lắm phải không đây mới là chuyên ngành chính mình theo học còn khu resort mình mở ra nằm tạo cho mình một không gian riêng thôi. Ừ, rất bất ngờ. Cậu biết mình vì sao ở đây rồi đúng không? Đoàn im lặng hồi lâu rồi gật đầu nói. Chính tớ là người phẫu thuật cho cậu. Cậu hãy cố gắng lạc quan lên nhé. Sức khỏe của cậu còn yếu lắm. Cảm ơn cậu, tớ không sao rồi. Tớ muốn được nghỉ ngơi. Vậy cậu nằm xuống giường đi, tớ đo huyết áp cho cậu. Với tay của cậu máu không kìa, để tớ băng bó lại, cậu đó lần sau được kích động mạnh như vậy hãy yêu thương bản thân cậu nhiều hơn biết chưa những lời này của đoàn làm trái tim chị thổn thức bao nhiêu năm rồi đoàn vẫn vậy anh ấy luôn âm thầm quan tâm chị mặc dù biết chị sẽ không bao giờ biết được tình yêu đơn phương mà đoàn dành cho chị sự ấm áp quan tâm của đoàn làm cho chị cảm động dù nói gì thì chị cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường trái tim chị không phải là sắt đá những khi yếu lòng chị vẫn luôn cần một bờ vai bên cạnh để dựa vào, và đoàn lại xuất hiện ngay lúc chị yếu đuối, gục ngã nhất. Những ngày sau, anh vào thăm chị thường xuyên, nhưng chị vẫn không có thái độ hay cảm xúc gì với anh. Anh nhìn chị mỗi lúc càng lặng lẽ, lòng anh đầy chịu nặng. Anh trách anh không sớm hiểu cho chị, để đến khi nhận ra mọi thứ đều đã muộn màng. Hai hôm sau chị xuất viện, đoàn tới phòng chị chào tạm biệt chị. Thấy đoàn vào chị mỉm cười, nhưng gương mặt chị vẫn phản phất nét buồn. Chị nói, cậu tới rồi à? Cảm ơn cậu đã chăm sóc mình trong khoảng thời gian qua nhé. Cậu cứ khách sáo, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ cần làm mà. Cậu về, luôn giữ cho tinh thần lạc quan vui vẻ nhé. Tớ biết rồi. Cả hai đều im lặng, không biết nói gì. Một lúc sau, đoàn lại nói. Cậu còn nhớ hôm trước, tớ hẹn cậu hôm mùng 10, gặp mặt không? Hôm ấy, cậu gặp tớ được chứ? Nhìn ánh mắt chờ mong của đoàn, chị phân vân một lúc rồi gật đầu nói ừ thôi tớ chuẩn bị về đây cậu làm việc đi nhé chị vừa nói hết câu thì anh bên ngoài đi vào trên tay anh là một bó hoa bách hợp chị yêu thích vừa nhìn thấy đoàn bao nhiêu cảm xúc trong anh vụt tắt anh bước đến cầm lấy tay chị anh nhìn về phía đoàn giọng anh gần lên từng tiếng sao cậu lại ở đây đáp lại anh là thái độ bình tĩnh của đoàn anh ta trả lời anh một cách từ tốn như anh thấy đấy tôi làm bác sĩ tại đây cậu cậu sao nào chẳng lẽ tôi làm công việc gì cũng phải xin phép anh sao cậu thôi ngay cái điệu bộ tởm lợm ấy đi cậu giả vờ khiêm tốn trước mặt vợ tôi sao nghe anh nói vậy chị thấy khó chịu chị vung mạnh tay anh ra nói anh thôi đi tôi thấy anh mới là người dùng giọng điệu trịch thượng với người khác em em bên cậu ta sao tôi chỉ nói những điều đúng thôi anh đừng làm tôi khó xử trước người ta hãy cư xử lịch sự chút đi nói rồi chị quay sang nhìn đoàn nói xin lỗi cậu tớ về trước đây rồi chị đi tới giường xách ba lô ra khỏi phòng trước sự tức giận của anh anh nhìn với theo chị gọi em đứng lại đó cho anh chị chẳng bận tâm lời anh nói bước thẳng ra khỏi phòng chị khá thất vọng với cách hành xử của anh ghen tuồng làm anh mất đi lý trí của mình đáng lẽ ra anh không nên làm mất mặt chị như vậy việc để đoàn phẫu thuật cho chị đã khiến chị đau lắm rồi Chị không muốn ai thương hại cho chị, đặc biệt là đoàn. Sau khi chị đi, anh vứt mạnh bó hoa bách hợp trên tay xuống đất, trừng mắt nhìn đoàn, anh chỉ tay thẳng vào mặt đoàn nói. Cậu được lắm, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, tránh xa vợ tôi ra. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không để cho cậu được yên đâu. Đoàn bước từng bước vững vàng về phía anh, anh ta gạt tay anh xuống đối diện. Với ánh mắt hung hăng của anh, đoàn điềm nhiên nói. Anh lấy quyền gì cấm tôi? Ngày xưa vì cô ấy yêu anh và vì một chút nông nổi tôi đã đánh mất cô ấy còn lần này nếu cô ấy không hạnh phúc tôi sẽ giành lại cô ấy từ anh tốt thôi nếu cậu có bản lĩnh nói xong anh xoay người đuổi theo chị chị vừa ra khỏi khuôn viên bệnh viện anh vừa đuổi kịp chị tay anh giữ tay chị lại nói nói chuyện với anh một chút chẳng có gì để nói cả tôi thật sự rất mệt rất muốn nghỉ ngơi lúc này chuyện của em và đoàn là sao tại sao cậu ta lại là bác sĩ ở bệnh viện này sao anh lại hỏi tôi không hỏi em chẳng lẽ anh lại hỏi anh sao anh vô lý vừa thôi tôi không muốn nói chuyện lúc này buông tôi ra thái độ này của em là sao từ lúc nào mà em lại nói chuyện xưng hô tôi anh như vậy hà thanh làm ơn đừng nói gì lúc này tôi không còn sức để cãi nhau với anh cho tôi thời gian cũng như cho hai chúng ta cơ hội nhìn lại cuộc hôn nhân của chúng ta anh hiểu anh xin lỗi anh biết anh chưa phải là người chồng tốt đã để em chịu thiệt không ít rồi bây giờ mình về nhà thôi em em đừng để ba mẹ biết chúng ta gây nhau nếu không anh sợ ba mẹ sẽ phiền lòng với chúng ta nữa anh nói như vậy không sai nếu biết được chị phải chịu nỗi đau mất con hơn ai hết mẹ chị sẽ rất đau lòng vì thương chị chị không muốn đôi co với anh ở đây đáng tiếc nhất chị cũng không muốn để ba mẹ chị buồn lòng đành gật đầu theo anh về về thôi về nhà được ba hôm cuộc sống của anh chị vẫn vô cùng tẻ nhạt ai làm việc nấy dù anh có nói gì với chị lúc này, tha thứ cho anh là điều không dễ dàng. Hôm nay là mùng 10, chị có hẹn gặp mặt đoàn. Cũng trùng hợp, ngày này anh có hẹn với hội bạn thân từ thời cấp 2 của anh, nên anh đã ra ngoài từ sớm. Anh nói hết lời, nhưng chị kiên quyết không đi cùng, mặc dù mọi năm là anh chị vẫn đi với nhau đến gặp bạn bè của anh. Hết cách, dù không muốn, nhưng anh đành phải đi một mình. Anh chị từ hôm ở viện về, cứ như mặt trăng với mặt trời, dù anh có cố gắng làm gì chị cũng lờ đi xem anh như người vô hình anh thật sự cũng nản lắm cứ đả này anh và chị sẽ sớm chia tay mất nghĩ đến việc mất chị anh rất sợ hãi anh đi gặp bạn bè trong tâm trạng chán trường nhưng vẫn phải đi vì đây là buổi gặp thường niên của hội bạn thân của anh với nhau về phần chị còn yêu anh nhưng cảm giác thiếu lòng tin nên thành ra cảm xúc của chị đối với anh dần nhạt đi đang phân vân không biết có nên đi gặp đoàn hay không thì Đoàn gọi cho chị. Cậu khỏe rồi chứ? Tớ ổn. Ừ, thật ra hôm nay là ngày 10. Chị biết Đoàn đang nhắc khéo chị về cuộc hẹn nên chị ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời. Tớ biết, nhưng tớ nghĩ không nên gặp nhau thì hơn, xin lỗi cậu. Gặp với tư cách một người bạn lâu năm cũng không được sao? Cậu biết tớ đã trông từng ngày cho buổi gặp mặt hôm nay. Cậu vì sao phải tốn tâm tư vào tớ như vậy Đoàn? Chả sao cả, đơn giản vì cậu xứng đáng. Tớ hy vọng cậu sẽ đến được không? Thật ra tớ cũng muốn nói với cậu tớ sắp sang Mỹ rồi. Có lẽ cuối tuần này xem như cậu gặp tớ lần cuối được không? Nghe đoàn nói anh ta sắp sang Mỹ chị ngỡ ngàng hỏi Sao đột ngột vậy? Ừ, tớ đã định hồi trước Tết nhưng cứ chần chừ mãi. Cũng may ở lại tớ mới được gặp cậu. Cậu đến nhé. Địa chỉ 8 giờ tối nhà hàng XX trên đường Y nhé. Không gặp không về. Thôi tớ vào ca rồi. Tôi cúp máy trước đây, chào cậu. Chị chưa kịp từ chối thì Đoàn đã tắt điện thoại, gọi lại thì anh ta đã khóa máy. Đoàn lại đặt chị vào tình huống khó xử rồi, đi gặp anh ta cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát gì, nhưng tâm trạng chị lúc này thật không thoải mái. Chị không muốn gặp Đoàn đang trong lúc không vui, chị sợ tâm trạng của chị sẽ làm hỏng buổi hẹn. Nhưng mà cuối tuần Đoàn về Mỹ rồi, biết đâu đây sẽ là lần cuối gặp mặt của hai người. Trần Từ Mãi Chị nghĩ thôi thì nên gặp nhau một lần. Xem như chị cảm ơn vì trong thời gian chị nằm viện, đoàn đã luôn động viên tinh thần cho chị. Nhìn đồng hồ cũng hơn 7 giờ tối. Chị vào phòng tắm xong, đi ra. Chị thay một chiếc váy body dài ngang gối màu nút, ôm trọn vóc dáng mảnh mai thon gọn của chị. Mặc dù sau mấy hôm nằm viện, chị sụt mất 3kg, nhưng mặc chiếc váy này, chị vẫn không mất đi vẻ đẹp sang chảnh vốn có. Trang điểm nhẹ nhàng, chị đánh bối tóc hơi rối xong xuôi đầu vào đấy cũng đã đến giờ hẹn chị ra cổng vẫy một chiếc taxi đến chỗ gặp mặt đến nơi chị được đưa đến phòng vip nơi đoàn đã đặt sẵn bàn trước thấy chị đoàn vui vẻ đi tới trước mặt chị anh ta làm điệu bộ kiểu các chàng trai phương tây lịch sự cúi gập người trước mặt chị một tay đoàn chìa ra về phía trước mặt chị anh ta mỉm cười quyến rũ nói mời quý cô rất hân hạnh được phục vụ quý cô xinh đẹp như cậu chị bật cười trước cách pha trò trẻ con của đoàn Chị cũng phối hợp với đoàn, chìa bàn tay chẳng nuốt xinh đẹp ra trước mặt đoàn nói. Vậy thì tớ không khách sáo, cậu liệu mà phục vụ cho chú đáo vào nhé. Cả hai đều bật cười vui vẻ với nhau. Đoàn là một người đàn ông luôn mang lại cho phụ nữ một cảm giác an toàn, ấm áp. Bên cạnh đoàn, chị thấy lòng nhẹ nhàng hơn và bình yên đến lạ. Bữa cơm của chị và đoàn đáng lẽ ra sẽ tràn ngập trong không khí vui vẻ nếu như không có sự xuất hiện của anh. Anh đi thẳng vào bàn tiệc của hai người trong lúc này đã chánh choáng hơi men. Có lẽ vì vậy mà anh không kiềm chế được lời nói và hành động của anh. Bắt đầu vào bữa cơm tối, lúc đoàn gọi phục vụ mang bó hoa bách hợp trắng mà chị yêu thích đi vào tặng chị, thì người theo sau cô bé phục vụ, không ai khác chính là anh. Gương mặt anh đỏ bừng, đủ hiểu anh đã tức giận như thế nào khi chứng kiến cảnh chị đi gặp riêng đoàn mà từ chối đi cùng anh. Anh dúi vào tay cô bé phục vụ 200k, tỏ ý bảo cô bé đó ra ngoài cô bé phục vụ khó xử đưa mắt về phía đoàn để xin ý kiến nhận được cái gật đầu của đoàn cô bé vội vàng chạy lại bàn ăn đặt bó hoa xuống rồi nhanh chóng rời đi anh từng bước nặng nề đi về phía chị còn chị không ngờ lại gặp anh trong tình huống này khiến chị thấy bối rối cảm giác lần thứ hai trong đời bị bắt gian chị đứng lên nhìn về phía anh chưa kịp mở lời thì anh đã nói em ngồi xuống đi em vừa khỏi bệnh chú ý giữ sức khỏe anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng tận sâu trong lòng anh là từng đợt sóng ngầm mạnh mẽ chỉ trực tuôn trào quay sang nhìn đoàn anh hỏi chào cậu tôi có thể ngồi xuống cùng chứ không đợi đoàn trả lời anh đã kéo ghế xuống ngồi bên cạnh chị không khí trong phòng trở nên nặng nề tĩnh lặng hơn cả chị anh và đoàn đều rơi vào trầm mặc không ai nói với ai câu nào không khí trong phòng trùng xuống cho so đến khi anh mở miệng hỏi tôi làm hỏng cuộc hẹn của hai người à đoàn vẫn vậy không nói câu nào còn chị thì chiếc thìa trên tay vô thức rơi xuống. Nhìn chị, anh càng thêm tức giận. Anh nghĩ rằng, với chị tình cảm vợ chồng 6 năm qua, chẳng là gì để chị sẵn sàng từ chối anh đi gặp riêng đoàn. Anh quay sang chị dịu dàng nói, Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Coi em kìa, cầm mỗi cái thìa cũng làm dơ cho được. Vừa nói, anh vừa lấy cái thìa khác đưa cho chị. Cử chị quan tâm, ân cần như chưa hề có gì xảy ra giữa anh chị. Chỉ có ba người bọn họ hiểu đó là một đợt sóng ngầm cho một cơn bão sắp tuôn trào. Chị lúng túng nhận lấy, lý nhí nói với anh. Cảm ơn. Coi kìa, sao em lại khách sáo với chồng mình như vậy? Hai anh chị nhìn nhau, đối diện với đôi mắt rực lửa của anh. Chị hiểu chị không làm gì sai, nhưng trong tình huống này, chị không làm sao giải thích được với anh. Chị lại quay sang nhìn đoàn, gương mặt chị hiện lên sự khó xử. Còn đoàn, anh ta hiểu rằng mình không nên lên tiếng lúc này. Đoàn sợ chị sẽ bị anh làm khó, anh thấy chị và đoàn nhìn nhau, lại hiểu lầm sang một ý khác. Đôi tay anh run dày, nắm chặt thành quyền. Anh gần giọng hỏi chị. Em có gì để giải thích với tôi không? Lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua, anh xưng tôi với chị, đủ để chị biết anh giận dữ đến mức nào. Chị nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt chị vẫn trong trẻo như ngày nào. Nhưng này hiện lên phần lạnh lùng hơn, chị chậm rãi trả lời anh. Tôi chẳng có gì để giải thích với anh, như anh thấy đấy, chỉ là một bữa cơm tối bình thường thôi với em bình thường bình thường đến nỗi em từ chối đi cùng tôi để gặp riêng cậu ta sao anh hiểu lầm rồi tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng mọi thứ không như anh nghĩ tin hay không tùy anh rồi chị đứng lên nói với đoàn xin lỗi cậu đã khiến cậu chê cười rồi tớ hơi mệt nên về trước đây tớ chúc cậu mọi việc suôn sẻ lên đường bình an nếu có dịp sẽ tạ lỗi cùng cậu sau nói xong chị giờ ly rượu vang lên uống cạn một hơi trước ánh mắt sững sờ của anh và đoàn. Từ trước tới giờ, chị chưa từng uống rượu bia, cốc tài thì chị có uống qua, mà hiện tại chị lại uống cạn một hơi sạch sẽ như vậy, đủ hiểu rằng lúc này tâm trạng chị không vui, nếu không phải nói là quá tệ. Cảm giác cay xè, nóng sát nơi cổ họng khiến đầu chị lùng bùng, vô cùng khó chịu. Chị siêu vẹo, bước chân ra khỏi bàn. Vừa rời khỏi cái ghế, anh đã nắm tay chị chặt lại, lúc này đây anh chẳng thể giữ được vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu anh tức giận quá chị thái độ này của em là gì đây là tôi sai sao khi tận mắt chứng kiến em đi gặp riêng tình cũ em bảo tôi phải bình tĩnh mà đối diện nhìn hai người vui vẻ tình tứ sao anh im đi tôi với cậu ta chẳng có gì cả việc gì tôi phải sợ chỉ là tôi đi gặp cậu ấy không nói với anh là tôi không đúng nhưng chẳng có gì mà anh làm quá lên cả tình cũ sao anh nói tôi với cậu ấy là tình cũ mà không biết ngượng mồ mà Em được lắm. Vậy tôi phải bắt gặp cảnh hai người giường chiếu cùng nhau. Thì lúc đó mới có gì sao? Từ lúc nào em trở nên hư thân mất nết, bỏ chồng để đi hẹn trai vậy Thanh? Chị mở to mắt nhìn anh, như không tin người vừa nói những câu xúc phạm chị là anh. Đôi mắt chị ngập nước nhìn anh. Chị không ngờ anh lại nghĩ chị thấp kém như vậy. Một cái tát như trời giáng in hẳn lên trên mặt anh. Chị tức giận đánh anh một bạt tay để cho anh tỉnh táo ra. Giọng chị run run nghẹn ngào nói Tôi không ngờ Anh lại nghĩ tôi còn thua cái phường đi điểm ngoài kia Anh thử nghĩ mà xem Vì ai mà đến nông nỗi ngày hôm nay Vì ai mà tôi mất đi đưa bé tôi ngày đêm mong mỏi Cũng chính vì cái thái độ nhu nhược của anh Anh thương mẹ anh Tôi cũng thương bà ấy rất nhiều Bao năm qua tôi chịu đủ đường Vì sự hà khắc của mẹ anh dành cho tôi Nhưng vì thương anh tôi cố gắng chịu đựng Còn anh thì sao Tôi có yêu cầu đòi hỏi quá đáng gì ở nơi anh không tôi chỉ mong một lần ở trước mặt mẹ anh anh lên tiếng bảo vệ tôi dù chỉ là một lần thôi nhưng chưa bao giờ anh làm được tôi luôn luôn là người phải nhẫn nhịn ngay cả khi mẹ anh dắt chị ta vào nhà để dâng lên miệng anh thì anh bảo tôi phải làm sao đây hả chẳng lẽ tôi phải đứng im nhìn cảnh anh ôm ấp người đàn bà khác để vui lòng mẹ anh sao hả anh lại nói với tôi những lời xúc phạm này anh nghĩ liệu rằng chúng ta còn được như lúc đầu sao thực ra hôm nay tôi đi gặp đoàn chị vì lòng biết ơn cậu ta đã giúp tôi trong những ngày tôi nằm viện và cũng là lần gặp lần cuối vì cuối tuần cậu ấy sang Mỹ rồi tôi không muốn giải thích nhiều chỉ cần anh hiểu tôi thôi nhưng tôi thật không ngờ ngay cả một chút lòng tin anh dành cho tôi cũng không có đủ rồi chị rất khoát vùng khỏi tay anh bước chân thật nhanh rời đi anh đứng lại ngẩn ngơ nhìn chị bàn tay anh buông thõng xuống chẳng lẽ rằng anh mất chị thật rồi sao đoàn lúc này mới đứng lên anh ta đi về phía anh đoạn liên tiếp đấm vào mặt anh ba cái rồi giận dữ nói cái này tôi đánh cho thanh cô ấy đã vì anh mà cam chịu quá nhiều cái này tôi đánh cho anh có được thanh nhưng không biết trân trọng giữ gìn cô ấy còn cái này tôi đánh cho tôi tôi đã vì hạnh phúc của cô ấy mà để anh cướp cô ấy đi anh còn nhớ chứ ngày anh buộc tôi rời xa cô ấy anh đã từng hứa gì với tôi anh đã không làm được vậy cũng đừng trách tôi không giữ lời với anh Nói xong đoàn rời đi, để lại anh một mình trong phòng với tâm trạng hoảng loạn, mất mát. Gương mặt anh lúc này sưng vù, mồm anh bê bết máu. Nhưng nỗi đau thể xác làm sao bằng cái đau âm ỉ nơi tim anh lúc này. Từng cơn đau như khoét sâu tâm hồn anh, khiến anh muốn gục tại chỗ. Anh thất thần tự hỏi bản thân anh. Tôi thật sự đã sai rồi sao? Giờ tôi phải làm sao đây? Sau khi thẫn thờ hồi lâu, anh lấy khăn giấy trên bàn, lau vội vết máu trên khóe miệng anh ôm một bên gương mặt sưng vù chạy nhanh về nhà nói về việc vì sao anh biết chị ăn tối ở đây cùng với đoàn thật ra cũng trùng hợp bạn anh cũng tổ chức gặp mặt tại nhà hàng này khi anh dắt xe ra về thì vô tình thấy chị đi từ taxi bước xuống anh theo chị thì biết được chị hẹn với đoàn chuyện là như vậy anh chạy vội về nhà vì sợ lần này chị sẽ đi về nhà mẹ chị mà bỏ anh vào nhà thấy nhà cửa tối om nhưng trong phòng ngủ từ khe hở vẫn hát ra ánh đèn mờ. Anh biết chị đang ở phòng ngủ. Cũng may chị đã không bỏ rơi anh lúc này. Anh bật đèn lên, đứng trước cửa phòng ngủ, lưỡng lượng một lúc mới dám đưa tay lên gõ nhẹ cửa phòng. Tiếng gõ cửa vang đều, nhưng chị nhất quyết không mở cửa. Chị không muốn gặp anh lúc này, tâm trạng chị thật sự rất tệ. Nói chuyện với anh, chị khiến cả hai thêm tranh cãi. Anh biết chị giật anh lắm, anh thôi không gõ cửa nữa. Anh đứng dựa trước cửa phòng, anh đốt điếu thuốc cầm trên tay anh rít một hơi thật dài khi thở ra anh bị ho sặc sụa cha cũng hơn 6 năm rồi kể từ khi yêu rồi cưới chị anh không còn hút thuốc lá nữa cũng chỉ vì chị bảo ghét không ngửi được mùi hôi thuốc lá đêm nay lần đầu tiên anh hút lại cũng đủ hiểu tâm trạng anh cũng tồi tệ vô cùng sau khi bị sặc ho xong anh rít thêm một vài hơi thuốc nữa anh phả khói ra nhìn theo làn khói trắng lan tỏa lượn lờ trong không trung mắt anh nhìn theo với cảm xúc ngổn ngang, giọng anh bắt đầu đều đều nói. Anh biết, em đang giận anh, nếu không nói là em đang rất hụt hẫng. Anh xin lỗi đã nặng lời với em, nhưng mong em hiểu là anh ghen, vì ghen anh mới đánh mất đi lý trí khi nói những lời làm em tổn thương. Chị vẫn im lặng, vùi mình trong chăn khóc nức nở. Nghe tiếng chị khóc, anh càng dằn vặt anh hơn. Anh xoay người lại trước cửa phòng, anh cúi đầu xuống đất, anh lại cất giọng trầm đục nói em đừng khóc sẽ làm anh đau lòng xin lỗi em chỉ vì yêu em nên anh đã không kiềm chế được bản thân khi thấy em hẹn riêng cậu ta em biết không lúc nhìn em cười nói cùng cậu ta tìm anh đau lắm bao lâu rồi em không còn cười với anh như vậy nữa anh hiểu anh là người chồng tồi đã để em chịu nhiều thiệt thòi anh hiểu những xót xa em phải chịu khi đối diện với mẹ nhưng bà là mẹ anh mẹ anh đã vất vả một mình nuôi anh bà là người phụ nữ mà anh kính trọng và yêu thương nhất cho đến khi anh gặp được em và yêu em rồi cưới em thì cuộc đời anh có thêm một người phụ nữ mà anh nguyện suốt đời gắn bó yêu thương đó chính là em mẹ không công bằng với em anh vẫn biết nhưng mẹ già rồi em à bà cũng không thể sống đời cùng chúng ta mãi được giữa chữ hiếu và chữ tình anh thật sự khó có thể cân bằng khi em vì anh mà chịu thiệt đủ đường anh đã rất hạnh phúc và biết ơn em rồi đến cái hôm 30 Tết vợ chồng mình về quê. Khi thấy Linh ở trong nhà, anh cũng giống như em đều rất khó chịu. Nhưng mẹ nói nhờ cô ta giúp đỡ mẹ rất nhiều trong thời gian không có vợ chồng mình bên cạnh. Nên anh cũng không nghĩ gì nhiều. Rồi khi mẹ nặng nhẹ em, anh cũng biết em chịu thiệt. Nhưng anh nghĩ cái cô Linh đó chẳng là gì mà có thể xen giữa anh và em. Quan trọng là niềm tin chúng ta dành cho nhau. Em không tin anh và anh cũng đang nghi ngờ khi dạo gần đây em qua lại với đoàn. Sự việc đi quá xa khi chỉ vì một phút bốc đồng hiểu lầm đã khiến chúng ta mất đi đứa bé mà chúng ta ngày đêm mong ngóng đến khi nhìn em như một cái xác không hồn suốt ngày ra vào thẫn thờ anh biết mình đã sai rồi em à em coi anh như không khí anh lại càng lo sợ anh sợ anh sẽ mất em cũng tại thời điểm này đoàn luôn xuất hiện bên em nên anh càng sợ hơn anh sợ rồi cậu ta sẽ cướp mất em đi lúc đó anh không biết anh sẽ sống như thế nào anh biết lúc này anh không có tư cách để xin em tha thứ nhưng anh thật sự yêu em Thanh ơi Nằm bên trong Nghe anh trải lòng Mà tim chị quặn thắt từng cơn Đã từng vì nhau hy sinh tất cả Đã từng thể ước bên nhau trọn đời Dù cuộc đời lắm trông gai sóng gió Chị cần vững lòng tin Sẽ hạnh phúc mãi bên nhau Nhưng đến hôm nay thì sao Niềm tin mỏng manh còn hơn bộ công anh trong gió Chị cần một cơn gió thoảng qua Cũng đủ cuốn bay đi tất cả Chị nghĩ rằng Rồi tình yêu của anh chị Rồi sẽ như thế nào đây liệu có đủ yêu, đủ bao dung, đủ vị tha để trở về như lúc ban đầu. Chỉ vì sự xuất hiện của Linh và đoàn, cộng thêm sự đay nghiến của mẹ chồng, mà hôn nhân của anh chị như một giọt nước tràn ly. Đến khi mẹ anh hiểu ra, chị mới thật sự là chân ái của anh, và Linh chỉ là một loại phỏ đĩ không ra gì, chỉ muốn giành giật chồng chị. Cái loại ăn không được thì phá cho hôi đó. Tỷ liệu rằng, bà có đủ can đảm mặt mũi để đối diện với chị, một người con dâu luôn hiếu thuận với bà, nhưng bà lại xem như một cái gai trong mắt hay không. Khóc đến cạn nước mắt, sau khi nghe được lời chân thành anh nói, thì cũng chạm được phần nào đến trái tim của chị. Chị trách anh đã vô tình làm mất đi đứa con mà anh chị mong mỏi. Còn về phần linh hay đoàn, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là như những đợt sóng gợn lan tăn ngoài biển khơi trong cuộc hôn nhân của anh chị mà thôi. Mà biển cả thì bao la, những con sóng rồi sẽ chìm sâu vào lòng đại dương. Chị làm cho tình yêu của họ thêm thử thách một chút Chị lau nước mắt làn dài trên gỏ má xinh đẹp. Bước ra khỏi giường, chị mở cửa phòng, nhìn thấy bóng lưng anh cô đơn về phía chị. Đôi tay chị nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo anh, má chị áp nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của anh. Chị cảm nhận được anh thoáng khựng lại. Sau đó anh vội vàng quay lại ôm chầm lấy chị. Cái ôm như ôm trọn cả thế giới nhỏ của anh. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh một lần này, em nhé. Chị nhẹ gật đầu, vùi vào lồng ngực ấm áp của anh. Cái cảm giác tưởng chừng đã mất đi lại tìm kiếm được, khiến cả anh và chị chìm ngập trong niềm hạnh phúc khôn nguôi. Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm ngọt của chị. Nụ hôn nóng rực, xen lẫn mãnh liệt, đưa cả hai vào cảm xúc đê mê. Anh dìu chị vào phòng, nhẹ đặt chị xuống giường, môi anh lần xuống cổ, rồi xương quai xanh tinh tế của chị. Nụ hôn của anh chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc, chị cũng đáp lại anh một cách buồng nhiệt. Khi quần áo của anh chị được chút xuống, cả hai lao vào nhau một cách mãnh liệt cảm xúc vừa thân quen lại tưởng dường như xa lạ khiến anh chị hòa vào nhau một cách đồng điệu bao lâu rồi anh chị chưa làm tình cùng nhau mọi cảm xúc của hai người đều vỡ hòa trong nhau anh đưa chị đến sự khoái lạc hết lần này đến lần khác dường như với họ trong khoảnh khắc này chẳng ai hay điều gì có thể ảnh hưởng đến họ họ sinh ra để dành cho nhau và chỉ thuộc về nhau sau khi đạt được sự thăng hoa trong hoàn ái chị mệt lả thiếp trong vòng tay sán chắc của anh. Anh dịu dàng đặt lên trán chị nụ hôn đầy yêu thương. Anh thì thầm nói, anh yêu em. Rồi anh cũng vùi đầu vào tóc chị ngủ say, một giấc ngủ yên lành không muộn phiền lo lắng. Sáng mai thức dậy, anh thấy chị vẫn ngủ ngon lành bên cạnh, đầu chị vẫn gối lên tay anh, nhìn chị ngủ say như một thiên thần, không còn sự lạnh lùng gai góc như ngày thường. Anh mỉm cười hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán chị một nụ hôn ngọt ngào, đang định rời giường thì chị cũng nhúc nhích dậy, chị dụi mắt hỏi anh, anh dậy sớm vậy? Nhớ đến cảnh anh chị cuồng ái đêm qua, chị bất giác đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống cơ thể đầy dấu tích đêm qua, mặt chị lại càng đỏ hơn. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của chị, anh đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc xõa xuống hai bên thái dương chị. Anh nhìn chị yêu chiều nói, ngại sao, vợ chồng lâu năm rồi em còn mắc cỡ nữa. Em mệt thì nằm nghỉ đi, anh dậy đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Đáng ghét, anh lại trêu em. Anh mau đi xuống bếp đi, chuyện cũ em vẫn còn chưa bỏ qua cho anh đâu nhé, điệu hồn với em. Tuần lệnh bà xã đại nhân, nhưng phải đợi anh tắm cái đã. Anh vừa nói, vừa đưa tay lên kiểu như chào cờ, chị nhìn anh lại cười tùm tìm. Khi anh vừa đi, thì điện thoại anh trong túi quần tây dưới đất vang lên. Chị quần lấy cái săn rồi đi xuống, mở điện thoại của anh ra, là một dãy số lạ, chị do dự không biết có nên nghe hay không. Vì trước giờ, anh chị rất tôn trọng đời sống riêng tư của nhau, không ai động đến điện thoại của ai. Chuồng điện thoại kết thúc, lại tiếp tục là cuộc gọi đến của số này, chị quyết định nghe máy. Alo? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nhanh chóng hỏi. Cô là ai đấy? Cho hỏi có phải là số của anh Thiên không? Là tiếng của một cô gái, nhưng giọng nói này rất quen. Chỉ là quá vội, nên chị chưa nhớ ra là ai, chị tiếp tục nói đúng vậy là số của anh thiên chồng tôi cho hỏi cô là ai ạ à? à hóa ra là cô không nhớ tôi sao tôi linh đây chuyển máy cho tôi gặp anh thiên ngay lúc này chị mới nhớ ra là linh lại cái giọng điệu mẹ thiên hạ đây mà chị cũng không vừa đáp lại chị điện chồng tôi có gì không anh đang tắm thì có chuyện tôi mới gọi cô chuyển máy cho anh ấy đi ơ ờ, cái chị này lạ nhỉ tôi là vợ anh thiên sáng ra chị đã điện thoại chồng tôi mà còn dở thái độ ra với tôi là sao? Tôi đã bảo anh ấy đang tắm, cần gì tôi chuyển lời. Cô, cô được lắm, tôi sẽ gọi anh ấy sau, đồ dở hơi. Nói rồi chị ta đùng đùng tắt máy, để lại chị với bao cảm giác khó chịu. Chị khá bực, khi không lại bị chị ta nặng nhẹ. Đã làm lè cướp chồng chị, lại dở thói phường trợ búa với chị. Mà không hiểu sao chuyện lần này, chị lại để tâm như vậy. Nó như có gì đó thôi thúc, khiến chị bất dứt không yên. Chị nghĩ thôi kệ cô ta, anh chị vừa mới làm lành với nhau, đừng để kẻ điên như cô ta phá đám. Anh từ phòng tắm đi ra, trên hồng quấn mỗi chiếc khăn, những giọt nước lăn từ tóc xuống cơ ngực rắn chắc của anh, chồng anh vô cùng quyến rũ. Chị ngây ngốc tại chỗ nhìn anh không rời mắt. Phải công nhận, chồng chị là một xoài ca chuẩn chất ngôn tình, bởi vậy lắm cô điêu đứng. Ngay từ khi còn là học sinh cấp 3, anh có hẳn một club van girl hâm mộ. Chồng chị tuy đã ngoài 35, nhưng vẫn đẹp trai phong độ người người gái 18 đôi mươi còn bị vẻ đẹp nam tính trưởng thành của anh hớp hồn. Bởi vậy nên chị chẳng lạ gì khi Linh cô ta muốn đeo bám chồng chị. Chị nghĩ gái thời nay cũng lạ lùng lắm cơ, cứ thích đu đeo người đã có vợ, thích cái danh xưng là phò, hay được gọi mỹ miều tế nhị hơn là tuyết đây. Linh cô ta nào có thua kém gì chị, cũng xinh đẹp tài giỏi, kiểu như chị ta thì khối gì kẻ theo. Nhìn chị ngây ngốc suy tư, anh đi tới cốc yêu đầu chị, rồi anh nói. Nghĩ gì mà thất thần vậy vợ yêu? Sao thấy chồng em đẹp trai quá nên ngắm mãi không thôi à? À, hóa ra vợ anh cũng dại trai nhỉ? Mà này anh thích. Nhưng em chỉ được phép dại một mình anh thôi đấy, biết chưa? Nghe anh trêu lúc này chị mới tỉnh hồn ra. Chị lườm anh một cái rõ dài rồi trả lời anh. Gớm, thôi đi ông tướng tự kỳ vừa thôi. Ái chà chà, phải công nhận chồng em đẹp trai thật nha. Mà quên, khi nào anh mới làm bữa sáng cho em đây? Đói chết em rồi đây. Chị vừa nói, vừa đưa ngón tay vẽ một vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc của anh, trêu anh lại. Anh bị chị kích thích, liền chụp lấy ngón tay thon dài của chị, rồi đưa lên môi hôn yêu nói. Tuần lệnh vợ yêu xinh đẹp, nhưng trước tiên phải cho chồng em ăn no cái đã, cho trừ cái tội khiêu khích anh. Ơ, à, tha cho em đi mà. Mặc kệ chị dãy ruộng, luôn miệng lắc đầu xin tha, anh bế thốc chị lên, và hai người lại có những giây phút mặn nồng vợ chồng chị mưa thuận gió hòa được vài hôm sau đợt nghỉ tết thì anh chị vào làm lại đang tiếp đối tác mẹ chồng chị gọi lên cho chị do đây là đối tác quan trọng nên chị vội vàng nghe máy con đang bận mẹ ạ à, con gọi lại cho mẹ sau ạ à. rồi chị tắt điện thoại nở nụ cười gượng với đối tác cứ tưởng nghe chị nói như vậy là thôi ai ngờ người mẹ chồng chị cứ réo gọi liên tục chị buộc phải tắt nguồn điện thoại của mẹ chồng để bàn việc cùng đối tác sau khi bàn bạc xong hợp đồng với khách hàng giờ nghỉ trưa chị tranh thủ gọi lại cho mẹ chồng mãi lúc sau bà mới nghe máy giọng bà tức giận quát chị qua điện thoại cô làm cái quái gì mà tắt máy ngang thế thái độ của cô như vậy là sao hả đường tưởng thằng con trai tôi thương cô rồi cô lên mặt với tôi cái ngữ dâu con gì mà láo tuyết vừa thôi chị giận lắm mẹ chồng gì cứ suốt ngày chị chiết nàng dâu chị đi làm chứ có nào đi chơi mà chị cũng đã bảo là chị đang bận Chứ có làm gì mà mẹ chồng chị bảo chị láo tuyết? Chị thật sự không hiểu. Chị đã làm gì mà mẹ chồng chị cứ đai nghiến kiếm chuyện mãi không thôi? Chị suy nghĩ mãi nên chưa trả lời mẹ chồng thì bà lại quát chị. Cô điếc đấy à? Hay là khinh tôi? Dạ không ạ. À, con thật sự bận việc nên không nghe máy mẹ được. Con xin lỗi mẹ. Mà mẹ gọi cho con có gì không ạ? À? Có việc. Tôi mới được gọi cho cô à. Dạ ý con không phải thế. Mẹ hiểu lầm rồi ạ. À. Rách việc tôi chả hiểu sao thằng con tôi lại cưới cô nữa chả được tích sự gì chỉ được khiến tôi bực thêm thật sự là sức chịu đựng của chị có giới hạn nhưng chị chả muốn anh buồn vợ chồng chị khó khăn lắm mới hòa hợp lại với lại mẹ chồng chị có ở chung với anh chị đâu thôi thì một câu nhịn chín câu lành hơn thua chi với mẹ chồng lại mang tiếng dạ thôi mẹ cho con xin lỗi ạ à. mẹ thương chồng con thì đừng giận con mẹ nhé nghe nhắc đến anh thái độ của bà dịu hơn lúc này bà mới nói Thôi được rồi, cô chỉ được cái dẻo mồm thôi. Mà này, cô đã có tin vui chưa thế? Hai người muốn thân già này chờ đến bao giờ mới được bồng cháu đây? Số tôi rõ khổ, có mỗi thằng con trai, chọn vợ cũng chẳng xong. Nhắc đến con cái chị thở dài, tay chị vô thức đặt lên bụng, nước mắt lại tự sưng rơi, chị vẫn còn đau lắm, còn chị không còn nữa rồi. Chuyện mất con, anh chị giấu ba mẹ hai bên, nhất là mẹ chồng chị, nếu biết chị bị xảy thai, thế nào bà cũng làm ẩm lên, Mặc kệ vì lý do gì, bà sẽ không để chị yên. Thấy chị im lặng không trả lời, mẹ chồng chị lại bắt đầu thái độ. Cô đâu rồi? Ở đâu ra cái thói nói chuyện với mẹ chồng mà không biết tôn trọng người lớn vậy? Cô lại cầm như hến khi nào thế? Chẳng muốn nghe bà chửi trách. Cũng sắp đến giờ vào làm rồi. Tuy bụng đói meo, nhưng chị chả có tâm trạng ăn uống. Chị vội nói nhanh qua điện thoại. Thôi, con tới giờ vào làm rồi. Con gọi lại mẹ sau nhá. Con tắt máy đây ạ. À? Khoan đã tôi có việc muốn nói với cô. Việc gì vậy mẹ, con nghe đây, tối con gọi lại được không ạ? Không cần, tôi nói nhanh thôi, cô nhớ cái Linh chứ. Nghe mẹ chồng chị nhắc đến tên người đàn bà kia là chị đã điên tiết lên rồi. Còn chị mất, một phần cũng do lỗi của cô ta gây ra, nhưng linh cảm lần này sẽ có chuyện không hay. Không biết vì sao mẹ chồng chị lại nhắc đến Linh, chị hỏi. Vâng con nhớ, mà sao mẹ lại nhắc đến chị ta? Chuyện dài dòng lắm, mà tôi chẳng muốn nói nhiều với cô, tôi đã nói với thằng Thiên trước rồi, vì còn coi cô là dâu nên tôi thông báo luôn, cuối tuần này cái linh lên thành phố, cô sắp xếp một phòng cho con bé ở với vợ chồng cô, nhà con trai tôi rộng lắm, con bé lại thân gái một mình ở ngoài tôi không yên tâm, thế nhé, tôi chỉ nói vậy thôi. Ơ, à, khoan, khoan, khoan đã mẹ, chuyện này con không đồng ý đâu ạ. À. Không đồng ý cũng phải đồng ý, tôi đã quyết rồi, cô không có quyền lên tiếng ở đây mẹ mẹ thật quá đáng chẳng để chị nói hết câu mẹ chồng chị đã tắt máy để chị với bao cảm giác ngổn ngang tại sao mẹ chồng chị lại đối xử với chị không công bằng như vậy được chứ không được chị sẽ không để yên chuyện này chị vội gọi cho anh nhưng gọi mãi anh không trả lời chắc điện thoại anh mất sóng vì hôm nay anh phải đi khảo sát địa hình ở gần biển chị thật sự bất mãn trước cách hành xử của mẹ chồng chị chẳng hiểu cô ta đã cho bà ăn bùa mê thuốc lú gì để bà không phân biệt được đúng sai như vậy mẹ chồng chị làm như vậy chẳng khác nào tự tay bà phá nát hạnh phúc của anh chị phá đi những cố gắng mà anh chị đã dày công vun đắp chị để xem lần này anh sẽ xử sự như thế nào nếu anh đồng ý với yêu cầu quá đáng của mẹ anh thì anh chẳng đáng với những gì chị kỳ vọng đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài của anh và chị chị mong cho nhanh hết giờ làm việc để anh chị gặp nhau chị muốn một lần giải quyết cho xong còn lấn cấn với mẹ chồng mãi chị chắc chắn rằng cả chị và anh sẽ rất khó khăn để vợ chồng thật sự hạnh phúc. chị thở dài ngao ngán, nắm chặt điện thoại trong tay, bước chân chị dã rời. chị đi về phòng làm việc với tâm trạng mệt mỏi chán trường. tối đến anh về nhà, chị cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm tối. vợ chồng chị ăn xong bữa cơm, chị mới nói với anh: em có chuyện muốn nói, anh ra phòng khách đợi em tí. dọn rửa chén bát đĩa xong, chị mang theo một dĩa hoa quả ra tráng miệng. chị ngồi xuống đối diện anh, anh nhìn chị nói. Có việc gì em nói luôn đi, chút nữa anh ra ngoài có việc. Tối rồi anh còn đi đâu? Công việc làm ăn của anh thôi, nào giờ em nói đi. Vậy em hỏi anh, chuyện chị Linh sẽ lên nhà mình ở, mẹ nói anh biết chưa? Chuyện này. Thấy vẻ ấp úng của anh, chị hiểu anh đã biết, chị muốn xem lần này anh xử lý như thế nào, có làm cho chị hụt hẫng không? Anh biết đúng không? Vậy em hỏi thẳng, anh tính sao, chứ em không chấp nhận đâu. Anh biết nhưng mẹ. Mẹ mẹ anh lúc nào cũng sợ mẹ thế còn em thì sao em bình tĩnh cứ để anh giải quyết em nói rồi nếu việc này anh giải quyết không êm thì cũng đừng trách em em phải hiểu là anh đang rất khó xử anh biết mẹ yêu cầu vô lý nhưng linh là người lo lắng cho mẹ mẹ chịu ơn cô ta rất nhiều nếu lần này mình từ chối anh sợ mẹ sẽ Chưa đợi anh dứt lời chị đứng phát dậy đập mạnh cái bàn chị nói em đã nói rồi lần này em tuyệt đối không nhân nhượng anh đừng phá vỡ sức chịu đựng của em anh thừa biết chị ta có ý đồ gì với anh mà thái độ của anh như vậy là sao? Chị ta lo lắng, chẳng lẽ em thì không sao? Đừng lấy việc này ra làm cái cớ. Anh đã bảo em bình tĩnh cơ mà. Bình tĩnh cái gì? Em thấy là anh muốn chấp nhận chuyện này phải không? Nếu để chị ta vào đây, em và anh chấm dứt. Không nói nữa, hôm nay em mệt rồi, anh đi công việc đi. Em cho anh hai hôm để giải quyết việc này với mẹ. Nói rồi, chị đứng dậy đi thẳng về phòng. Anh ngồi lại suy nghĩ một hồi lâu anh lấy vào thuốc xa hút. Lần thứ hai, anh lại đụng đến thuốc lá. Việc lần này tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật sự rất khó khăn với anh. Anh giấu chị việc mẹ anh đòi tự tử nếu anh không đồng ý cho Linh ở nhờ. Và thật ra đêm nay, anh chẳng đi công chuyện gì mà đi đón Linh. Cô ta lên thành phố sớm hơn dự định. Anh thật sự chẳng biết phải làm sao cho phải. Điện thoại anh vang lên, anh trần trừ rồi nghe máy. Tôi nghe đây, cô tới đâu rồi? Được rồi, 20 phút nữa tôi đến chỗ cô. Ăn xong tôi sẽ thuê khách sạn cho cô ở tạm, vậy nhé. Anh thay đồ rồi phóng xe đi. Thật ra thì Linh lên thành phố luyện thi lấy chứng chỉ ngành quản lý. Cô ta không học chính quy mà học qua hình thức đào tạo online trên mạng. Mẹ anh dưới quê được cô ta giúp đỡ này kia, nên khi cô ta mở lời nhờ, mẹ anh thì bà vui vẻ đồng ý, hứa giúp cô ta có chỗ ở trong thời gian thi. Anh đã rất khoa từ chối, vì anh biết chị chẳng bao giờ chấp nhận việc này nhưng mẹ anh dọa từ mặt rồi tự tử các kiểu anh thương chị nhưng cũng thương mẹ thật sự anh khổ tâm vô cùng anh chạy ra đón linh ở ngoài bến xe thấy anh cô ta vui như tết linh nở nụ cười e thẹn nhìn anh nói phiền anh em ngại thật ừ ờ, đúng là phiền thật anh nếu như vậy anh về đi em tự lo được linh nói mà đôi mắt rưng rưng bộ dạng cô ta lúc này vô cùng đáng thương ai nhìn vào cũng đều muốn che chở Thấy vậy anh cũng chẳng đành lòng. Cô ta thân gái đêm hôm một mình, lỡ có chuyện gì thì sao đây? Anh miễn cưỡng nói. Cô đưa ba lô đây, lên xe tôi chở đi ăn chút gì. Em, thôi em không dám phiền anh đâu. Cô làm nhằng nhỉ, không lên nhanh tôi về thật đấy. Biết có làm bộ thêm nữa, chỉ thêm trách việc. Linh giả vờ ra chiều tủi thân, lau nước mắt, lên ngồi sau lưng anh. Đội cây mũ bảo hiểm vào, tôi có ăn thịt hay bắt nạt gì cô đâu mà khóc. Ăn gì tôi chở đi, em em không đói ạ nói xong cái bụng của linh đã phản chủ đã kêu réo một tiếng linh xấu hổ cúi mặt còn anh thì buồn cười nên cười thật to cô xem còn bày đặt bảo không đói con gái các cô khó hiểu thật đi ăn phở hoàng nhé ở thành phố này quán đấy ngon nhất mà rẻ lại nổi tiếng lắm hiếm khi cô lên đây đi cho biết vâng nghe theo anh ạ rồi anh chở linh đến quán ăn anh kêu cho linh tô phở đặc biệt còn anh chỉ gọi một ly cà phê đen đá Phục vụ mang đồ ăn lên, Linh nhìn anh hỏi. Anh không ăn sao? Tôi vừa ăn với vợ tôi xong, cô ăn đi, đói thì gọi thêm. Đang hí hưởng vui vẻ, nghe anh nhắc đến chị, gương mặt Linh đành lại. Cô ta thầm nghĩ, mẹ nó, nhất định lần này tao phải giành được bằng được anh ấy. Rồi cô ta giả vờ cười giả lả nói. Thành thật có phúc khi lấy được anh. Cô quá khen, cô ăn đi kẻo nguội. Vâng, em không khách sáo nữa nhé. Cứ tự nhiên, không cần khách sáo với tôi. Quả thật, linh rất đói, nhưng cô ta chỉ ăn một ít, xong rồi lau miệng và uống ly nước cam. Em ăn xong rồi, mình về thôi anh. Cô ăn ít vậy sao? Sao không ăn thêm? Hay món ăn không hợp khẩu vị? Không ạ, à, chỉ là em đi đường xa hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi. Được rồi, để tôi chở cô đi thuê khách sạn. Mà cô thi ở quận nào? Để tôi thuê gần chỗ thi cho cô tiện đi lại. Ơ, ờ, không phải bác nói cho em ở nhờ nhà anh sao? Vợ tôi không thích. Thôi, cô đọc địa chỉ nhanh đi tối rồi lại không thuê được chỗ. Nghe anh nói Linh tập nghĩ, chết tiệt sao không phải là ở nhà anh cơ chứ? Linh nghĩ không ổn, nếu lần này không được ở cùng anh thì bao công sức cô ta bỏ ra thành công cốc. Cô ta giả vờ đỏ mặt xấu hổ nói, vậy anh chờ em đi vệ sinh chút nha, em đi xe đường xa nên giờ thật ngại quá. Ừ không sao tôi chờ được mà. Linh vào nhà vệ sinh chưa đầy 10 phút thì chị điện thoại cho anh. Anh khá lúng túng khi chị gọi lúc này không phải anh cố ý giấu chị nhưng việc anh đi đón linh anh không thể cho chị biết được anh dần trừ không muốn nghe máy điện thoại lại tiếp tục vang lên gấp gáp như kiểu người gọi cũng vô cùng nôn nóng anh nghĩ mọi khi anh đi gặp đối tác chị không bao giờ gọi anh như vậy sao hôm nay chị gọi đột xuất vậy linh cảm có gì đó sắp xảy ra ngay khi hồi chuông thứ ba vang lên anh liền nghe điện thoại ừ anh nghe đây khi nào anh về khoảng một tiếng nữa mà sao vậy em Sao gọi anh giờ này? Anh đã bảo với em là anh đi gặp đối tác làm ăn mà. Chị im lặng một lúc rồi hỏi. Thật đúng là anh gặp khách hàng không? Sao không đi xe con, lại đi xe máy? Mọi lần anh có như vậy đâu. Anh muốn đi xe máy cho thoải mái, đi xe con kẻ xe mệt lắm. Thôi em ngủ đi chút anh về. Anh thấy Linh đi ra, nên vội tắt máy, sợ chị nghe được tiếng Linh thì hỏng. Nhìn anh, Linh cười ánh náy nói. Xin lỗi anh, em đi hơi lâu. Không sao, tôi tính tiền rồi, về thôi. Ấy sao được, anh để em trả chứ. Trả đáng là bao, đi thôi. Linh đọc địa chỉ, cô ta luyện thi ở đường X, phố Y, cũng gần ở đây, nên anh nhanh chóng tìm thuê cho Linh một khách sạn 2 sao. Check in kiểm tra chứng minh đủ kiểu, Linh nhờ anh mang ba lô lên phòng giúp. Anh nghĩ tôi đã giúp thì cho chót, xem như lần này anh trả nợ cô ta xong. Đến phòng 202, Linh trả thẻ mở cửa phòng, cô ta bảo anh mang đồ vào trong. Linh phía sau lén lấy điện thoại, chụp lại một tấm vào thuê khách sạn và một tấm cô ta chụp lại cảnh anh đi vào phòng gửi xong cho chị cô ta nở nụ cười đắc thắng linh thầm nghĩ fan này để tôi xem cô xử lý ra sao anh vào để gọn hành lý trong tủ xong anh đi ra mà không hề biết linh vừa làm trò sau lưng anh hai tấm ảnh vừa gửi tới cho chị thì điện thoại anh lại đổ chuông lần nữa bên kia chị nhận được hình cảm giác đầu tiên trong chị lại sốc thất vọng hụt hẫng và mất hết niềm tin nhưng chị lựa chọn tin tưởng anh. Trước giờ anh chưa bao giờ lừa dối chị trong phương diện tình cảm. Tin anh cũng như tin tình yêu, anh chị dành cho nhau. Cố ổn định cảm xúc, chị chấn tĩnh lại một chút, lý trí còn sót lại. Chị hỏi anh, anh đang làm gì đấy? Vì do chị gọi bất ngờ, anh không nghĩ là chị gọi anh, anh không biết trả lời sao. Anh không muốn giấu chị điều gì, nhưng hiện tại anh đang trong tình huống khó xử. Dù là như thế nào, anh đang cùng Linh ở trong phòng của khách sạn anh có 10 cái miệng cũng không thể biện minh được. Huống gì với chị, Linh luôn là kẻ thứ ba, muốn phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Anh ậm ừ lúng túng trả lời chị. Anh, anh đang đi trên đường. À, thì ra anh thực sự lừa dối chị. Vậy mà chị vẫn đặt niềm tin nơi anh. Dù hy vọng chờ đợi trong chị còn sót lại, vụn vỡ từng mảnh. Nơi trái tim chị nhói lên cơn đau đớn từng cơn. Chị không thể chấp nhận việc này. Chị vẫn chưa vạch trần sự dối trá của anh. Giọng chị run rẩy hỏi anh. Thật không? Trên đường sao em không nghe thấy tiếng xe cộ qua lại? À ừ, vì anh đang chạy trên đoạn đường vắng. Thế em nhé, 30 phút nữa anh về. Vậy sao? Vậy mà tôi đã cố dặn lòng phải tin anh, Đồ tồi. Nói xong chị tắt máy, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì ra lô anh nhận được tấm ảnh anh và Linh vào khách sạn cùng nhau. Anh dừng mắt nhìn Linh nói. Chết tiệt, cô nói đi chuyện tấm hình là sao? Linh sợ hãi nói. Em, em không biết, không phải em gửi cho Thanh đâu, không phải cô chẳng lẽ tôi cô thật đáng khinh từ giờ cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa tôi nhắc cho cô nhớ nếu vợ chồng tôi vì chuyện này mà tan vỡ tôi sẽ không tha cho cô đâu nói rồi anh tức giận xoay người bỏ đi để mặc linh khóc cạn nước mắt vừa đi anh vừa gọi cho chị nhưng toàn không liên lạc được anh sốt ruột chạy nhanh xuống khách sạn phóng xe về nhà nhưng chẳng may cho anh khi vừa định phóng đi thì bất ngờ một chiếc xe ô tô do một gã tài say xỉn từ trước lao về phía anh giây phút đó anh cứ nghĩ rằng anh sẽ chết anh chỉ biết mở to mắt nhìn chiếc xe lao về anh một cách không kiểm soát cứ tưởng anh sẽ hứng chọn cú tông chết người đó thì bên cạnh anh linh đã có mặt kịp lúc linh dùng sức đẩy mạnh anh về phía sau tiếng linh hét lên đau đớn Nhiên, cẩn thận linh ngã sóng xoài trước mặt anh chiếc xe đầm sầm vào linh khiến cô ta như một con búp bê giấy đổ gục xuống mặt đường nhìn linh cả người máu me nằm dưới chân anh sợ hãi vội cúi xuống đỡ lấy linh Linh, tỉnh lại, Linh, cô sao rồi? Có ai không? Làm ơn. Gã tài xế dường như tỉnh cả rượu ra, hắn hoảng loạn bỏ chạy khỏi xe. Lúc này cũng gần 11 giờ đêm, nên đường vắng, cũng may là tai nạn xảy ra trước khách sạn, nên Linh được bảo vệ gọi một bộ năm, cùng anh đưa cô ta vào viện. Nằm trên băng ca, Linh mơ màng cảm nhận đôi tay nóng rực siết chặt của anh. Linh dùng sức, giơ cánh tay lên sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Cô ta mấp máy môi nói với anh. Anh, đừng ấy náy, em tình nguyện vì anh, em yêu anh. Nói xong, cô ta nở nụ cười mãn nguyện, nhắm nghiền đôi mắt lại, để lại anh với sự dây dứt không nguôi. Anh với tâm trạng thất thần, rối bời, tới lui trước phòng phẫu thuật, chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, đội ngũ bác sĩ mới đi ra khỏi phòng cấp cứu. Dẫn đầu là một nữ bác sĩ trẻ khoảng chừng hơn 30 tuổi. Vừa phẫu thuật xong, nên cô ấy khá mệt mỏi. Thấy bác sĩ, anh vội lao tới hỏi. Bác sĩ, người nhà tôi sao rồi? đã qua cơn nguy kịch, cũng may người nhà đưa bệnh nhân tới cấp cứu kịp thời, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng rất tiếc do cú va đập mạnh nên bệnh nhân bị gãy chân phải và một điều nữa, tôi hy vọng anh bình tĩnh, tôi mới nói. Dạ vâng, bác sĩ cứ nói đi ạ. À. Anh cho tôi hỏi bệnh nhân là gì của anh? Là một người bạn cùng quê với tôi. Vậy à? Vấn đề này cũng hết sức tế nhị nên tôi cũng nói để người nhà chuẩn bị tâm lý. Thật ra lúc nãy tôi có nói do va đập mạnh nên ảnh hưởng đến một bên buồng trứng, buộc chúng tôi phải cắt bỏ một bên buồng trứng của cô ấy. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng bệnh nhân rất khó có khả năng mang thai hoặc cả đời không thể sinh con được nữa. Bác sĩ, cô nói sao? Không thể mang thai được sao? Phải, về phần chân trái gãy sau này nếu phục hồi cũng sẽ để lại di chứng có tật. Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đi trước, chào anh. Anh đứng trôn chân tại chỗ. Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? anh phải đối mặt sao với linh đây còn chị nữa chắc hẳn lúc này đây chị đang rất giận anh và anh chị có nguy cơ sẽ ly hôn nếu như anh không cho chị một lời giải thích ổn thỏa anh đầu đầu suy nghĩ giờ linh vì cứu anh mà không còn khả năng sinh con lòng anh nặng chịu, không biết rồi đây khi cô ta tỉnh dậy sẽ phải đối diện với sự thật tàn khốc này như thế nào bây giờ linh nằm viện chỉ có một mình anh không thể bỏ mặc linh mà trên thành phố thì không ai quen biết với linh sau anh chăm sóc cho linh mãi được dù sao chị cũng đã biết việc anh ở cùng linh nên anh điện nói với chị một lời gọi mãi toàn thê bao anh chán nản nhắn cho chị một tin linh vì cứu anh nên bị tai nạn anh xin lỗi nhưng chuyện không như em nghĩ đêm nay anh sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô ấy em ngủ đi đừng giận anh mai anh sẽ về sớm giải thích với em yêu em nhắn xong cho chị nghĩ tới nghĩ lui anh đành phải gọi cho mẹ anh alo mẹ à ừ mà sao mày gọi mẹ giờ này à mày đã đón cái linh chưa đấy con đón linh rồi nhưng mà mẹ ơi con có chuyện muốn thưa với mẹ chuyện gì nói mau đi khuya rồi mày còn gọi chẳng để mẹ mày nghỉ ngơi gì cả mẹ linh xảy ra tai nạn rồi bây giờ con đang ở bệnh viện cùng cô ấy cái gì mày nói cái gì cơ xảy ra tai nạn là sao trời ơi con ơi là con bây giờ con bé ấy sao rồi mày hại mẹ mày rồi con ơi tao biết nói sao với nhà nó bây giờ chuyện là thế nào nói mẹ nghe xem Chuyện dài lắm con kể mẹ nghe sau Sáng mai mẹ thu xếp một chuyến lên đây Chăm sóc cô ấy được không hả Con không thể nào ở bên chăm sóc Linh 24 trên 24 được Con còn công việc rồi gia đình nữa Còn thành vợ mày biết chưa Dạ chưa Mà cũng tại mẹ Khi không kêu người ta lên đây làm gì Mẹ biết là Thanh không thích chuyện cho Linh ở chung rồi Mà mẹ cứ ép Vì việc này mà bây giờ dối cả lên rồi đây À thế hoa ra Tại con vợ mày không cho ở Nên con bé Linh mới xảy ra chuyện vậy không Thứ đàn bà sao chổi mà. Mẹ sao lại trách vợ con. Chuyện không may ai muốn cơ chứ. Thôi mai mẹ tranh thủ lên sớm nhé. Con tắt máy đây. Khoản đã. Còn bé Linh nó nằm ở bệnh viện nào. Mẹ vào thẳng bệnh viện trong nó luôn. Bệnh viện Đức Nhân, đường XL, phố Y, mẹ nhé. Con vào phòng xem Linh như thế nào. Thôi khuya rồi, mẹ tranh thủ ngủ chút đi. Nói rồi anh tắt điện thoại, vào phòng săn sóc đặc biệt với Linh. Xem như tối nay anh phải ở lại đây rồi. Về phía mẹ anh, nghe nói tại chị mà Linh xảy ra tai nạn. Mẹ anh tức giận lắm. Bà nghĩ không ngờ chị nhỏ nhen ích kỷ như vậy. Phèn này bà lên thành phố sẽ cho chị một trận. Cái loại con dâu không ra gì. Mẹ chồng nói một lại cãi mười. Nhớ đến Linh, bà vừa xót vừa thương cho cô ta bao nhiêu lại sán ghét chị bấy nhiêu. Cũng đã khuya, bà tranh thủ xếp vài ba bộ quần áo và túi sách để mai còn bắt xe lên thành phố sớm. Bà nằm mãi chẳng chọc chẳng ngủ được. Cứ nghĩ đến việc Linh vì chị mà phải nằm viện, bà điên tiết lắm. Bà sẽ không tha cho chị nếu như cô ta xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ mãi, cuối cùng bà cũng thiếp đi trong cơn buồn ngủ. Cả đêm hôm qua anh không về, chị tỉnh dậy với một tâm trạng vô cùng nặng nề. Nhớ lại khi đêm vừa gọi cho anh xong, điện thoại chị hết pin. Không may lúc đó lại cúp điện, bản thân chị lại mắc chứng sợ bóng tối. Chị ngồi co do, bó gối sát mép giường với cảm giác chơi vơi lạc lõng. Chị sợ hãi, chống trải cô đơn. Chưa bao giờ chị lại thấy tệ hại, bất lực như hiện tại. Chị khóc cho bào nội ấm ức bấy lâu nay, một mình chị phải chịu đựng. Chị thừa biết, hai tấm ảnh hôm qua chị nhận được từ số máy lạ, một phần do Linh sở trò. Dù cố trẫn tĩnh bản thân, hãy tin anh. Nhưng cảm giác ghen tuông, bị lừa dối, giết cả chút lý trí còn sót lại của chị. Dù anh có giải thích gì đi nữa, chị sẽ mãi chẳng bao giờ tin anh. Nếu anh nói thẳng thắn với chị, sẽ không có sự việc này. Dù thế nào, chị không thể chấp nhận việc anh lén chị đi gặp linh chị thức dậy với cái đầu nặng trĩu và đôi mắt sưng húp trong cơn mộng mị chị vẫn không ngừng khóc chị mơ thấy một cơn ác mộng mà theo chị nghĩ nó như điểm báo cho cuộc đời của chị sau này trong mơ anh nắm tay linh tiến vào trong lễ đường để hạnh phúc còn chị cay đắng ôm cái bụng bầu sắp vượt mặt bỏ đi chị nhớ lại vẫn còn ám ảnh mãi thật là một giấc mơ kỳ lạ chị ngồi dậy vừa lấy cái điện thoại vẫn còn đang tắt ngốm đi sạc pin. Chị vào phòng vệ sinh cá nhân, xong xuôi chị đi ra mở nguồn điện thoại, hơn nằm cuộc gọi nhỡ của anh và một tin nhắn của anh. Đọc xong tin nhắn, chị vội gọi lại cho anh. Rất nhanh anh đã nghe máy. Alo, em à, chị ta nằm ở viện nào? Anh nhờ mẹ lên với Linh rồi, em không cần phải đến đâu. Một chút nữa mẹ vào anh sẽ về ngay. Anh sâu nhanh địa chỉ, tôi muốn biết tình hình chị ta như thế nào rồi. Thật ra thì, anh nói ngay đi, tôi không thích ập ờ. Bệnh viện Đức Nhân, đường XL, phố y, em nhé. Được rồi, 30 phút nữa chúng ta gặp nhau. Bà, chị ta tỉnh chưa? Còn anh đã ăn gì chưa? Anh biết chị vẫn còn quan tâm anh, lòng anh khấp khởi vui mừng. Anh dành thủ ăn một ít ở căng tin bệnh viện rồi, em không cần lo đâu. Tôi việc gì phải lo, thôi, anh trông chị ta đi, giờ tôi chuẩn bị đi đây. Nói xong chị cúp máy, cùng lúc này mẹ anh vừa đặt chân xuống xe khách, Bà vội gọi cho anh. Con nghe đây mẹ. Ừ, mẹ lên tới nơi rồi. Đang ở dưới cổng bệnh viện. Còn Linh nó nằm phòng nào, khoa nào. Để mẹ vào quầy hướng dẫn hỏi họ đường lên. Mẹ cứ đứng ngay bàn hướng dẫn đi. Con xuống đưa mẹ lên. Thế mẹ nhé. Xuống dưới thấy mẹ anh tay sách nách mang. Ngoài cái túi sách đựng vài bộ quần áo. Anh nhìn thấy một sỏ sách nhựa toàn đồ ăn bổ dưỡng cho người bệnh. Phải công nhận mẹ chồng chị xem Linh còn hơn cả con dâu là chị vào phòng bệnh linh nằm bà thấy cô ta vẫn nằm đó mê man bà thương lắm vội đi tới cầm tay linh giọng bà nghẹn ngào nói linh à mau tỉnh lại đi con bác lên thăm con đây còn tốt vậy lại đang nằm đây còn cái thứ láo tuyết kia lại nhởn nhơ ngoại kia thật khổ thân con quá tình cảnh trước mắt nếu ai không biết nhìn vào cứ tưởng mẹ ruột đang khóc thương con gái nói rồi bà quay qua lau nước mắt quay sang hỏi anh còn bé từ tối qua giờ chưa tỉnh lần nào à dạ từ khi chuyển xuống đây vẫn chưa có dấu hiệu tình bác sĩ bảo phải theo dõi thêm hai hôm nữa mới có kết quả cụ thể tình trạng của cô ấy thế bây giờ con tính sao có nên nói với gia đình nó biết không chứ mẹ thấy kiểu này không ổn đâu thì ai muốn như vậy chứ mẹ lựa lời nói với gia đình cô ấy hộ con mẹ chả biết đâu nhà đấy chẳng phải dạng vừa lại có mỗi cái linh là con một mày tính sao thì tính để mẹ còn dễ ăn nói với người ta nói kiểu gì bây giờ mà cũng tại mẹ khi không bảo cô ấy lên nhà vợ chồng con làm gì chứ? Mày đang trách mẹ đấy à? Có trách thì trách vợ mày nhỏ nhen ích kỷ. Mẹ cứ nói vậy, không sợ Thanh buồn sao? Buồn, cái ngữ nó, con dâu gì khó ưa, tao đã không chấp nhận ngay từ lúc đầu rồi. Cá không ăn muối cá ươn, ông bà xưa nói cấm sai bao giờ. Mẹ! Mẹ làm sao? Mẹ nói sai sao? Mẹ đang vừa nói xong, thì chị mở cửa phòng đi vào, đặt giỏ hoa quả lên bàn, chị quay sang chào bà. Con chào mẹ, mẹ mới lên ạ. À? Không dám, tôi sợ tổn thọ. Mà tôi nói cho cô biết, cô làm gì làm, cái Linh có làm sao thì đừng trách tôi. Chị ta làm sao thì có liên quan gì tới con? À, còn già mồm, này thì không liên quan này. Vừa nói, bà vừa đứng phát dậy, thẳng tay đánh vào bà chị. Cả anh và chị đều không ngờ mẹ anh lại hành động như vậy. Chị ôm mặt một bên má đau rát, không tin nhìn bà. Còn anh thì đứng như trời trồng, nhưng không tin việc vừa xảy ra trước mắt là sự thật. Nước mắt chị rừng rừng, một tay chị ôm bên má vừa bị đánh, nhìn bà chị run rẩy hỏi. Tại sao mẹ đánh con? Con làm gì sai sao? Con bảo vệ hạnh phúc gia đình con là sai sao hả mẹ? Anh bàng hoàng giận mình, vội tới đưa tay sờ lên mặt chị nói. Em, em có sao không? Chị trừng mắt nhìn anh quát lớn. Anh tránh ra, đừng đụng vào người tôi. Mẹ anh thấy chị thái độ với con trai bà, bà càng thêm tức. Bà vừa định giơ tay đánh chị, thì anh đã nhanh chóng bắt lấy tay bà ngăn lại. Đệ thôi ngay đi, sao lại đối xử với Thanh như vậy chứ? À, anh còn bênh cô ta sao? Anh không thấy vợ anh chửng mắt quát tôi sao? Anh định để nó ngồi lên đầu lên cổ tôi sao hả? Vừa nói bà vừa khóc, giấm rất vừa than. Số tôi thật khổ và có mỗi thằng con trai lại đội vợ nó lên đầu, không xem mẹ đẻ ra gì. Ông ơi, ông ở trên trời linh thiêng ngó xuống mà coi, trời ơi, tôi chết quách đi cho vừa lòng anh chị. Bà vừa khóc, vừa ngồi ăn vạ dưới đền nhà, Thấy vậy, anh vội quỳ xuống đỡ bà lên. Bà hất tay anh ra, ra vẻ tủi thân nói. Anh đi mà lo cho vợ anh, mặc xác tôi. Kìa mẹ đang trong bệnh viện, mà đừng làm to chuyện ồn ào không hay. Ý anh là tôi cố tình sinh sự với vợ anh sao? Ý con không phải thế. Thôi để con đèo thanh về, mẹ ở lại với Linh đi, chiều tối con lại vào. Về nhanh cho khuất bắt tôi. Kìa mẹ, con chưa hề có lỗi lầm gì với mẹ. Con không hiểu tại sao mẹ luôn có thành kiến với con mẹ về chị ta mà đánh con sao mẹ chị không kiềm chế được cảm xúc bao nhiêu cố gắng kiên cường phút chốc vỡ hỏa trong đau đớn vừa hỏi mẹ anh xong chị quay sang nhìn anh đau đớn nói còn anh nữa em tự hỏi em làm vợ anh đã có lỗi lầm với anh bao giờ chưa tại sao anh luôn làm khổ em vậy anh thanh à em nghe anh nói thật ra anh không nên giấu em đi đón linh anh chỉ sợ nói ra em không hiểu vợ chồng lại cãi nhau không hay còn mẹ nữa con đã nói rồi con xin mẹ đấy, nếu thương con, đừng tìm cách chia rẽ vợ chồng con nữa. Con xin lỗi mẹ, nhưng từ bây giờ con sẽ bảo vệ hạnh phúc gia đình con, bảo vệ người con yêu thương. Mẹ đừng trách gì vợ con nữa. Vấn đề con cái là do con khó có khả năng có con, không phải do Thanh. Cô ấy không muốn mẹ ái náy, nên luôn nhận hết trách nhiệm về mình. Anh xin lỗi em, tại anh nhu nhược, luôn để em chịu thiệt thòi rồi. Anh nhìn chị chân thành, nói lên tiếng lòng anh bấy lâu nay, Cả mẹ anh và chị đều bất ngờ trước những gì anh nói. Mẹ anh loạn soạn đứng dậy, bà như không tin vào tai mình. Hai tay bà bắt lấy lay mạnh cánh tay anh, bà khó khăn nói. Những gì con vừa nói là sự thật. Mẹ không tin, chắc chắn nó đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi mới khiến con nói ra những lời này. Nói rồi, bà chỉ vào mặt chị, giọng bà đanh nghiến. Cô, cô giỏi lắm. Chị bây giờ hoàn toàn thất vọng về người mẹ chồng này, Chị nhìn anh với muôn vàn cảm xúc phức tạp. Ngày hôm nay, anh đã chịu đứng ra bênh vực chị trước mặt mẹ anh, lòng chị ấm áp không ít. Cả ba người với những lối suy nghĩ khác nhau. Ngay lúc này, giọng Linh khó nhọc cất lên. "Nước, cho tôi tí nước." Ba người họ đều quay lại nhìn Linh, mẹ anh lúc này mới vội chạy tới bàn, rót cho Linh cốc nước, bà dùng thìa đút nước cho Linh, cô ta khó khăn nuốt được vài ba ngụm. Mẹ anh thấy Linh đã tỉnh, bà rất vui mừng giọng bà quan tâm hỏi linh con sao rồi còn đau chỗ nào không con nghe thấy tiếng mẹ anh lòng linh phát bực nhưng bên ngoài cô ta tỏ ra cố vui vẻ cô ta khó khăn trả lời con không sao bác lên khi nào à anh thiên anh có sao không bác coi kìa lúc này mà con còn lo cho người khác được sao may quá con tỉnh rồi bác mừng quá linh ơi rồi bà quay ra nói với anh anh chị còn đứng ngay ra đó làm gì mau gọi bác sĩ vào xem con bé như thế nào, trời Phật phù hộ. Anh nhấn chuông gọi cho bác sĩ đến, còn chị lúc này cũng không biết nói gì. Chị nhìn anh rồi nói với mẹ anh. Mẹ ở lại chăm sóc cho chị ấy, con xin phép, con có việc phải về trước. Chị đứng lại cho tôi, tôi nói lại một lần nữa. Ngày cái Linh ra viện, tôi muốn con bé được anh chị đón về nhà anh chị, nghỉ ngơi một thời gian. Tôi không muốn sự việc như ngày hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa. Chị nghe rõ chứ? Còn nghĩ mẹ quá đáng rồi đó, còn không đồng ý. Còn nếu anh Thiên chấp nhận cho chị ta vào nhà con thì con sẵn sàng ly hôn giải thoát cho anh ấy. Mong mẹ hiểu cho con. Con chưa bao giờ cầu xin mẹ điều gì, chỉ một lần này thôi, con xin mẹ đừng chia rẽ chúng con nữa, con quá mệt mỏi rồi mẹ ạ. À. Con chào mẹ. Chị quay đi với bao giọt nước mắt trực chờ rơi xuống, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Anh vội đuổi theo chị, phía sau anh lớn tiếng gọi chị. Thanh, đợi anh Thanh, nghe anh nói. Đừng trẻ con như vậy, anh sẽ không bao giờ ly hôn với em đâu. Anh vừa đuổi kịp chị, bàn tay to lớn của anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt của chị. Anh đi sát bên chị nhẹ giọng nói. Mình về nhà thôi em, mọi chuyện anh sẽ gánh vác tất cả. Đừng lo lắng buồn phiền, em nhé. Chị nhìn anh với đôi mắt ngập nước, chị khẽ gật đầu nép vào anh. Thầm quyết tâm, nếu anh cần và yêu chị, chị sẽ cùng anh vượt qua tất cả anh chị về đến nhà đã quá trưa chị với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nói với anh em nghỉ ngơi trước chuyện của chị linh em để anh giải quyết em sẽ không can thiệp đến nữa hy vọng anh không phụ sự kỳ vọng của em chuyện lần này anh nói dối em sẽ bỏ qua nhưng sẽ không còn lần sau đâu anh biết rồi em nghỉ ngơi đi để anh đi nấu bữa trưa khi nào thức ăn chín anh gọi em dậy nhé vừa nói anh vừa hôn lên chán chị chị vừa vui vừa giận trong tình huống này anh còn tâm trạng đùa với chị nữa, thật là. Vợ yêu dậy nào, đến bữa ăn rồi. Để em nằm thêm chút nữa, em mệt lắm. Ngoan, dậy đi em, cơm canh nguội mất ngon. Vâng, anh ra trước đi, em vào rửa mặt xong ra ngay. Nhanh em nhé. Anh ra bàn ăn chờ chị, hôm nay anh nấu toàn món chị thích. Chị ngồi vào bàn ăn toàn những món ngon, nào là sườn xào chua ngọt, canh chua cá lóc, kho quẹt chấm rau củ quả nhìn bàn ăn mà chị thèm nhỏ cả dãi ui ngon quá anh à toàn món em thích anh đặc biệt nấu cho vợ mà đây là cái đầu cá em thích này anh làm cho em chén nước mắm cay nữa đấy ăn nhiều vào em nhé chị vừa ngửi thấy mùi cá dạ dày chị cuộn trào muốn buồn nôn bỏ vội miếng cá chưa kịp ăn chị lao nhanh vào phòng vệ sinh nôn lấy nôn để sáng giờ chị chưa ăn gì bây giờ nôn toàn nước cảm giác vô cùng khó chịu anh lo lắng đứng ngoài gọi thanh em có sao không thanh em em không sao anh ăn trước đi em ra ngay thanh à anh vào nhé em sao rồi anh ra ăn đi em không sao chắc là đau dạ dày rồi nghe chị đói vậy anh lo lắng hỏi vậy anh ra mua thuốc cho em nhé không em vẫn còn thuốc anh đi mất công ừ vậy anh ra bàn chờ trước nhé vâng chị đứng trước gương với gương mặt đỏ lừ vì nôn cổ họng thì đau rát khó chịu Chị nghĩ tới, nghĩ lui, thấy không đúng. Cảm giác nôn nào này giống với lần trước chị có thai. Chị mừng thầm trong bụng, nghĩ chẳng có lẽ là... Nếu thật như chị nghĩ sẽ hạnh phúc biết bao, chị không vội nói cho anh biết, vì sợ nếu không phải anh lạnh buồn. Nhưng cứ có cảm giác 90% là chị đã mang thai. Nghĩ đến việc chị có thai, niềm hạnh phúc vỡ hòa khiến cho chị cười thật tươi. Hy vọng một lần nữa con sẽ đến bên mẹ. Alo, con nghe mẹ, cái Linh bị sốc khi biết về tình trạng bệnh của nó, giờ lại hôn mê rồi, một mình mẹ không biết làm sao, con vào đây nhanh đi. Nhưng mà con, không nhưng gì cả, tại ai mà con bé như vậy, mày vào nhanh đi. Con biết rồi. Vừa lúc này chị đi ra, thấy mặt anh khó chịu chị hỏi, ai gọi cho anh thế? Mẹ em à, mẹ bảo Linh bị hôn mê, mẹ gọi anh vào. Để em đi cùng anh. Thôi em vừa về, nghỉ ngơi đi cho khỏe, anh vào chiều anh về. Em ăn nốt rồi vào đi nghỉ đi nhé Để đấy chiều anh về anh dọn luôn cho Vậy có gì anh điện thoại cho em biết nhé Ừ anh đi đây Ăn nốt bát cơm đã anh Thôi lát anh ra căng tin bệnh viện Mua hộp cơm ăn cũng được Kẻo mẹ chờ lâu sốt ruột Vâng Anh đi rồi chị vẫn ngồi thẩn thơ trên bàn ăn Nghĩ đến việc có thể mang thai lần nữa Chị nhanh chóng vào phòng khoác vội chiếc áo Chị ra ngoài hiệu thuốc Mua chiếc que thử xem như thế nào cũng đã trễ kinh hơn một tuần nay rồi, nghĩ là làm ngay. Cầm chiếc que thử trên tay, chị run rẩy không dám thử. Chị sợ càng hy vọng sẽ làm chị thêm tuyệt vọng. Chị thầm khấn. Xin trời đất phù hộ, con không mong cầu gì hơn. Chị xin lần này được có thai như nguyện vọng của con, để vợ chồng con tình cảm thêm bền chặt keo sơn. Trong bệnh viện, mẹ lên sao rồi? Vẫn chưa thấy tỉnh, mà ba mẹ con bé sáng mai sẽ lên sớm còn liệu lựa lời mà nói với người ta nói gì chứ sự việc lần này một tay mẹ và cô ta sắp đặt như vậy mẹ đã vừa lòng chưa còn nói cho mẹ biết cả đời con chỉ có một người vợ duy nhất là thanh thôi xin mẹ đừng chia rẽ chúng con nữa anh thôi ngay đi tôi còn phải đợi anh dạy đời tôi sao anh có biết con bé linh nó tốt với tôi như thế nào không mỗi lần tôi ốm đau một tay nó sang lo liệu cho tôi chăm sóc tôi còn hơn cả mẹ ruột trong lòng tôi chị xem cái linh là dâu con trong nhà thôi Mẹ à, chuyện gì con cũng có thể nghe mẹ, nhưng lần này con quyết không phụ thanh, mẹ cũng nên xem lại mẹ đi, thôi con về đây. Anh đứng lại đó, nếu anh bước ra khỏi phòng này thì đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Linh sau một đêm mê man, nghe ồn ào cô ta mới tỉnh dậy, phải khó khăn lắm linh mới nói được. Bác, sao hai người lại to tiếng vậy ạ? À? Linh tỉnh rồi hả cháu? Bác xin lỗi cháu, cháu nằm nghỉ đi. Để bác gọi bác sĩ nhé." Linh cầm tay mẹ anh lại nói, "Đừng bác, cháu không sao." "Còn nói không sao nữa, cháu xem, nhìn cháu bây giờ có giống con người không cơ chứ?" "Bác, cháu thật không sao mà, cháu muốn nói chuyện riêng với anh Thiên một lát được không ạ?" Mẹ anh nhìn Linh xong quay sang nhìn anh, rồi bà bắt bác sĩ đứng lên, không quên dặn dò, "Bác sẽ vào sau, cháu đừng kích động, kẻo ảnh hưởng đến vết thương đấy nhé." Sau khi mẹ anh ra khỏi phòng, Linh nhìn anh nói, anh ngồi đi. Anh kéo ghế xuống cạnh bàn. Anh áy náy nhìn Linh, xin lỗi cô, cũng cảm ơn cô đã cứu tôi. Anh sao khay sáo với em vậy? Em tình nguyện mà. Dù em biết cả đời này, em vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Linh, cô hận tôi không? Không. Sao em phải hận người em yêu chứ? Cô đừng như vậy. Tôi đã có gia đình rồi. Tôi không muốn vợ tôi buồn. Mong cô hiểu cho tôi cô muốn gì tôi sẵn sàng bù đắp nghe anh nói linh nhìn một lượt khắp cơ thể cô ta rồi cô ta bật cười ngây dại bù đắp sao anh bù đắp cho em như thế nào đây chưa kể em có khả năng sẽ không đứng lên được nữa vậy cả đời này ai còn cần em nữa chứ anh về đi không cần phải say dứt vì em đâu nhưng mà linh à về đi em muốn nghỉ ngơi yên tĩnh thấy linh xúc động như vậy anh cũng không miễn cưỡng ở lại nữa. Được rồi, tôi về đây, khi khác tôi lại vào thăm cô. Anh đi ra khỏi phòng, đã thấy chị đứng thất thần trước cửa, chị như người vô hồn, mặc cho anh gọi bao nhiêu lần, chị cũng đứng im không nhúc nhích. Thật ra trước khi đến đây, chị đã thử que và biết được chị có thai. Không phải nói chị vui mừng như thế nào, khi ông trời không phụ lòng chị. Mặc dù chị biết không phải lúc khoe khoang, nhưng niềm vui quá đỗi khiến cho chị chẳng suy nghĩ được gì chị muốn cùng anh tối nay đến một nhà hàng nhỏ, rồi chị sẽ báo tin vui cho anh. Nhưng không ngờ chị đã nghe được một sự thật đau đớn như vậy. Đúng là trời chẳng cho không ai thứ gì bao giờ. Chị có thai, còn người đàn bà kia lại vĩnh viễn không bao giờ còn khả năng làm mẹ nữa. Tình huống này, chị phải làm sao cho phải đây? Chị không thể dương mắt nhìn Linh đau khổ như vậy. Cái sai của Linh là cố chấp yêu người không nên yêu. Cùng là phụ nữ với nhau chị hiểu được cái thiên chức làm mẹ nó thiêng liêng cao cả hơn bất cứ điều gì do chị suy nghĩ quá nhiều cộng với cơ thể chị suy nhược khiến chị vì quá mệt mỏi mà ngất đi trong vòng tay anh anh hốt hoảng lo sợ gào to thanh em sao vậy thanh anh vội bế chị lên vừa chạy đi vừa lo lắng gọi bác sĩ bác sĩ chị nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu nửa tiếng sau chị được đẩy ra với chai nước biển chuyển trên tay Y tá đưa xuống phòng bệnh nhân thường nằm, anh đăng ký cho chị nằm phòng VIP cho thoải mái, yên tĩnh. Chị vì mệt mỏi nên vẫn ngủ không biết gì. Anh để chị ngủ và hỏi tình trạng của chị với y tá. "Cho tôi hỏi, vợ tôi bị làm sao vậy cô?" "Chị ấy mang thai được 4 tuần, anh không biết sao?" "Cô, cô nói thật chứ? Mang thai? Vợ tôi mang thai sao?" "Đúng vậy, nhìn anh như vậy chắc chưa biết chị nhà mang thai rồi, chúc mừng anh nha. Anh chú ý sức khỏe của chị nhà." cơ thể chị ấy suy nhược, với thêm nhiều áp lực nên phải chú ý cẩn thận. Giai đoạn này rất quan trọng, nhớ là đừng để chị nhà xúc động mạnh. Thôi, tôi còn việc phải đi trước, chào anh. Cảm ơn cô. Anh vui vẻ chạy nhanh đến bên cạnh giường, tay anh vuốt ve khuôn mặt của chị đầy yêu thương, miệng anh thì thầm, "Cảm ơn em." Còn chị dường như mơ thấy gì đó nên chân mày cứ nhíu chặt lại, ngay cả trong giấc mơ của chị cũng chẳng thể yên bình được. Chị bất ngờ nhập viện nên bao nhiêu thứ anh chẳng kịp chuẩn bị. Nghĩ vậy anh đứng dậy, ra trước phòng gọi cho mẹ anh. Mẹ à, Linh sao rồi? Anh còn quan tâm được sao? Anh chị đi đâu, bỏ con bé nằm một mình thế? Tôi vừa ra ngoài chút vào, đã chẳng thấy đâu. Thanh bị ngất phải nhập viện. Cô ta bị làm sao? Chẳng phải vừa rồi còn khỏe mạnh sao? Hay lại giở trò gì đấy? Mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu về Thanh. Mẹ này, con báo cho mẹ một tin vui. Tin gì? Với tôi, anh bỏ chị ta là tin vui nhất. Mẹ, thành có thai rồi đấy. Gì? Anh nói lại mẹ nghe xem. Ai? Ai có thai cơ? Thì vợ con chứ ai vào đây? Mẹ qua phòng VIP số 8 khoa phụ sản chồng cô ấy giúp con một lúc được không ạ? À? Còn về nhà lấy ít đồ dùng vào cho cô ấy. Mẹ anh vẫn còn lâng lâng như chưa nghe được lời anh nói. Bà còn đang xoay vòng với một mớ cảm xúc. Dù có ghét chị nhưng bà thật sự rất mong có cháu ấm bồng. Nhìn bà Huế cạnh nhà chiều nào cũng bế cháu sang nhà chơi mà bà thèm cảm giác này lắm bà vui mừng nghĩ cô ta có thai sao ôi thần linh ơi tốt rồi cháu của tôi trời ơi sướng điên mất thôi thả rồi phải qua xem cô ta như thế nào đã nghĩ xong bà quay sang nhìn linh vẫn còn nằm trên giường bệnh thưa tỉnh bà đành đứng lên sang phòng chị vì dù gì cháu ruột bà vẫn hơn chứ mẹ anh vì quá phấn khởi mà không để ý bàn tay linh ra sức nắm chặt một góc ga giường thật ra cô ta đã tỉnh ngay lúc chị ngất không ngờ chị lại mang thai con của anh. Cái thiền chức làm mẹ cao cả vì anh mà cô ta chấp nhận đánh đổi. Thành, cô ta có tất cả. Có anh, có con của hai người. Còn Linh mất đi tất cả. Còn cái tình yêu mà cô ta cố công giành giật cũng không được gì. Ngay cả mẹ anh khi nghe tin chị có thai cũng đã thở ơ bỏ cô ta ở đây một mình. Đúng là khắc máu tành lòng thật. Cô ta nghiến sang nguyền rùa. Thành, cô vui lắm đúng không? Tôi không được, thì cô cũng đừng mong có được rồi cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó cô ta cười nham hiểm khi nghĩ ra kế hoạch độc ác hại chị cô ta thầm quyết tâm lần này được ăn cả ngã về không dù sao cô ta cũng chẳng còn gì để mất về phía chị vẫn nằm ngủ ngon lành dường như tất cả mọi việc xảy ra khiến cho chị gần như kiệt sức chị chỉ muốn ngủ mãi chẳng muốn tỉnh giấc vì thật sự chị chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào mặc dù linh chị ta tự làm tự chịu nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không có chị ta, người đảm đó gặp nguy hiểm là anh. Nghĩ đến việc chị lại vừa có thai, nỗi hạnh phúc này khiến chị vượt qua tất cả để đón nhận sự thật. Nếu rơi vào tình huống bắt buộc, chị sẽ rời ra anh. Chị mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đập vào mắt chị là mẹ chồng chị. Bà đang múc cháo ra bát. Thấy chị tỉnh đang muốn ngồi dậy, bà vội tới đỡ chị. Giọng điệu cũng đã ôn hòa hơn trước rất nhiều. Con tỉnh rồi à? Khiếp, ngủ gì không chịu tỉnh làm mẹ lo quá trời. Nào, con ngồi dậy, vào đây mẹ lấy cháo bón con ăn nhé. Chị nhìn bà như người ngoài hành tinh, chị không biết vì sao bà thay đổi quay ngoắt 180 độ với chị. Chị cứ vậy mà sững sờ nhìn bà. Thấy chị như vậy, mẹ anh cũng ngượng mà đằng háng giọng. Sao nhìn mẹ lạ lắm sao? Thật ra mẹ biết, bấy lâu nay mẹ không tốt với con, con đừng giận nhé, không tốt cho đứa bé trong bụng đâu. Ồ, thì ra là do chị mang thai nên mới được thế chị nghĩ vậy nhưng chẳng sao đo làm gì miễn sao bà thương cháu còn chuyện bà đối với chị sao cũng được hơn ba năm làm vợ anh chị quen rồi chị biết mình hơi thất thố nên cũng cúi mặt xuống gật đầu với bà vâng ạ à, con nào dám trách mẹ đâu mà anh thiên đâu rồi mẹ nó về nhà lấy rút đồ vào đây cho con rồi mà con còn choáng đầu không con đỡ nhiều rồi mẹ chị linh sao rồi ạ à? nhắc đến linh mẹ anh thoáng khựng lại, rồi bà nói nhanh. Không sao, con đừng bận tâm, dáng giữ sức khỏe, khéo lại ảnh hưởng đến cháu nội mẹ. Vâng. Chị cũng giả lả cười gượng, trả lời bà cho qua chuyện. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chị cũng nhờ có cái thai này mà hòa hoãn phần nào. Con ngồi dậy ăn chút cháo cá chép đi, tốt cho thai nhi lắm con à. Vâng, con cảm ơn mẹ. Lại nữa, chị lại khách sáo với mẹ, mẹ sẽ không vui đấy. Cháo này mẹ mua chứ không nấu, con chịu khó ăn nào về nhà mẹ bồi bổ nhiều món khác cho con vâng mà mẹ này con chỉ ngất thôi coi thế nào anh thiên vào xin cho con xuất viện mẹ nhé công việc con không bỏ được đâu ạ à. chị lại hàm công tiếc việc khéo lại khổ cháu tôi Này khó khăn lắm mới có thai được tốt nhất chị xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai luôn đi thẳng thiên nó thừa sức lo cho mẹ con chị kìa mẹ sao thế được à bây giờ cái thai vẫn còn bé con vẫn còn sức khỏe để làm mà mẹ yên tâm đi ạ à. Tôi đã nói chị đừng cãi. Thôi, chị ăn đi, tôi sang xem cái linh sao rồi. Mẹ chồng chị nói rồi đi nước một. Lại giận dỗi, chị thật mệt mỏi, chỉ có mẹ chồng chị mới ngang ngược vậy thôi. Công việc chị đang làm giữa chừng sao lại nói là nghỉ ngang được. Tuy vậy, giờ chị đã mang thai, nhưng còn nhiều chuyện phải giải quyết. Mối quan hệ giữa anh chị và Linh vẫn còn là một đút thắt rất khó thao gỡ. Tình trạng của Linh bây giờ đầu thể dùng từ bù đắp là xong. Chị chán nản, nghĩ ngợi chị không biết phải làm sao cho phải cùng phận đàn bà với nhau nên chị thương cảm cho linh rất nhiều nhìn tô cháo trên bàn mà chị chẳng buồn ăn hôm sau tại bệnh viện cậu là hạo thiên con trai bà lý phải không vâng đúng ạ à, bác là tôi là ba của cái linh anh nhìn ba linh lễ phép gật đầu nhưng ở ông ta toát lên vẻ gì đó nguy hiểm khiến anh cảm giác lạnh sống lưng cháu chào bác cậu ra ngoài tôi nói chuyện với cậu một chút được chứ vâng bác chờ cháu một chút ạ à. nói rồi anh lấy điện thoại nhắn tin cho chị anh ra ngoài có chút việc tì nữa anh vào với em nhé gửi tin nhắn cho chị xong anh cất điện thoại vào túi quần anh gật đầu với ba linh nói mình đi thôi bác anh đèo ba linh ra một quán cà phê gần bệnh viện hai người gọi hai ly cà phê đen đá ba linh quan sát anh một hồi lâu rồi cất lời tôi quên giờ nói tôi tên là thịnh tôi bắt đầu luôn tính tôi không thích vòng vo cậu cũng biết rồi đó Gia đình tôi chỉ có mỗi mình con bé là con một. Nay nó thành ra như vậy. Tôi mong cậu cho tôi một lời giải thích cho đàng hoàng mới hợp lẽ phải. Nhiều bác cũng biết Linh bị tai nạn một phần cũng là vì cháu. Bác muốn cháu bù đắp như nào cháu cũng sẵn sàng à. Hình như cậu hiểu sai ý tôi rồi. Gia đình tôi không thiếu tiền. Vậy bác muốn cháu phải làm gì cho cô ấy hả? À? Cưới con bé. Cậu phải có trách nhiệm với nó cả đời. Anh giật mình khi nghe yêu cầu từ ông Thịnh. Anh nhìn ông ấy, rồi lấy lại bình tĩnh nói. Xin lỗi bác, cháu không thể đồng ý được. Cháu đã có gia đình rồi, làm sao cháu bỏ vợ mà cưới Linh được ạ? À? Vậy thì sao? Cậu làm con gái tôi thành ra như này, cậu không say rất lương tâm sao? Trong khi con bé đau đớn nằm chịu đựng trên giường bệnh, cậu lại hạnh phúc bên gia đình cậu. Cháu nghĩ bác đã đi quá xa rồi. Cháu sẵn sàng đánh đổi tất cả để lo cho Linh, trừ việc phải bỏ gia đình cháu. Điều này là không bao giờ được. Vậy sao? nếu cậu không thôi vợ để cưới con gái tôi, tôi sẽ khiến cho cậu thân bại danh liệt. tôi thịnh sẹo lấy danh dự ra đảm bảo cho lời nói này. anh chẳng hề run sợ trước lời đe dọa của ông thịnh. điều anh lỡ sợ là sẽ mất chị mà thôi. anh nhìn vào đôi mắt ông thịnh không hề sợ hãi rồi trả lời ông ấy: tùy bác thôi. nhưng dù thế nào cháu sẵn sàng đối mặt. cháu không dũng bỏ trách nhiệm với linh, nhưng cháu chỉ có thể bên cạnh chăm sóc linh như một người bạn hoặc là người anh mà thôi. chào bác. Vậy tôi nói cái giá phải trả là mạng sống của vợ cậu hay mẹ cậu thì như thế nào? Anh nghe đến đây, bao nhiêu kiểm nén tức giận tuôn ra. Anh nắm chặt tay lại, chán anh nổ đầy gân xanh. Trong khi đó, ông ấy lại ung dung nhấm nháp đi cà phê trên tay, không để tâm đến cơn giận dữ của anh. Cháu nghĩ bác đùa hơi quá trời. Mạng sống của một người không thể đem ra mà đùa bỡn. Ông Thịnh đặt đi cà phê xuống bàn, đôi mắt hung hiểm nhìn anh. Vậy sao? Cậu dám cược với tôi không? Nếu cậu nói mạng sống thì hơi quá đáng, nhưng bị gãy tay, gãy chân thì không vấn đề gì. Hoặc giả vĩnh viễn không bao giờ có thể mang thai được như con gái tôi. Bác, bác, đừng giận dữ như vậy. Tôi chỉ đã đang lấy lại công bằng cho con gái tôi thôi. Bây giờ thì cậu về trước đi và nhớ suy nghĩ kỹ những gì tôi nói hôm nay. Tôi cho cậu thời gian 3 ngày. Anh rất khoát đứng lên, đi thẳng ra khỏi quán. Anh thầm nghĩ, ông ta là ai cơ chứ? có quyền gì buộc anh phải làm theo ý ông ta nực cười anh vào bệnh viện và giấu chị chuyện anh gặp lão thịnh anh không muốn chị phải lo lắng thấy anh vào trên tay là ly sinh tố hồng xin chị thích tuy biết là lúc này không nên ăn uống đồ lạnh nhưng vì thèm uống mà chị bảo anh mua vừa uống sinh tố chị vừa hỏi anh lúc nãy anh đi đâu ạ à? à anh ra ngoài có chút việc riêng em thấy xong người sao rồi em thấy đỡ hơn nhiều rồi hay anh này Chiều nay anh xin cho em xuất viện nhé Trong này ngột ngạt quá Anh nghĩ đến việc cùng chung bệnh viện Ra vào gặp lão thịnh sẽ không hay Vì an toàn của chị Dù không để tâm lời lão thịnh đe dọa Nhưng anh vẫn thấy lòng bất an Nhất là lúc này chị lại đang mang thai Thôi thì về nhà là tốt nhất Nghĩ vậy anh gật đầu nói Được rồi theo ý em Mà mẹ đâu rồi em Thế bảo sang bên phòng chị Linh ạ à. Em nghe nói ba mẹ chị ấy lên Hay mình sang chào hỏi một tiếng cho phải phép anh nhỉ nhớ đến bộ dáng dọa người của ông Thịnh. Anh sợ ông ta sẽ gây khó dễ cho chị. Anh vội lắc đầu nói. Thôi, anh nghĩ không cần đâu. Bên đấy đã có mẹ rồi. Em vẫn còn yếu lắm. Em uống hết ly sinh tố này rồi nằm xuống nghỉ một chút để anh ra hỏi bác sĩ xin cho em về nhé. Anh nói cũng phải. Dù sao chắc gì gia đình họ muốn gặp chị. Có khi thấy chị, chỉ làm họ thêm khó chịu hơn. Chị nghe lời anh nằm xuống giường, ngủ một giấc cho thật đã. Dứ hôm giờ đủ thứ chuyện khiến cho chị muốn điên người lên rồi anh đi tới hôn lên chán chị tay anh xoa nhẹ bụng chị rồi nói con ngoan đừng quấy mẹ nhé ba đi ra đây rồi về chị bật cười trước hành động của anh chị đánh yêu vào tay anh một cái anh hâm quá con còn bé tí đã biết gì đâu thôi anh đi đi em nằm ngủ một chút nào về gọi em dậy nhé dạo này em hở ra là muốn ngủ thôi vừa lệnh vợ yêu anh đi nhé khi anh vừa đi chị quay mặt vào trong định ngủ nghe tiếng bước chân phía sau lưng, chị lại tưởng anh quên gì nên vào lại. Chị không quay ra nhìn người bước vào là ai, chị thuận miệng hỏi. Anh quên gì hay sao mà về nhanh thế? Đáp lại chị là sự im lặng. Chợt một bàn tay to lớn, dùng lấy chiếc khăn trùm vào mặt chị. Chị dãy ruộng một lúc rồi mất dần đi ý thức. Chị tỉnh dậy trong một căn phòng tối đen như mực. Theo trực giác của chị, đây là một kho hàng lạnh, đã từ lâu không còn sử dụng. Nhưng không hiểu sao, chị vẫn có cảm giác rất lạnh không khí xung quanh đặc quánh, khiến chị run người. Bọn bắt cóc chị không chói tay chân chị lại, vì chúng cho rằng chị có mọc cánh cũng không thoát. Bụng chị lại đau lên dữ dội, có vẻ như do trong một không gian kín, nên đứa bé phản ứng có điều kiện. Với lại sức khỏe của chị vốn đã không được tốt. Bỗng cánh cửa được mở ra, đang ở trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy chút ánh sáng. Chị không kịp thích nghi, nên vội nhò mắt lại. Người đàn ông trung niên, thân hình to lớn, bước về phía chị Chị sợ hãi lùi về phía sau. Lúc này ông ta cười thật to, nghe rất ghê sợ. Cô biết vì sao cô bị bắt vào đây không? Chị lắc đầu, vì trước giờ chị có thủ án gì với ai đâu. Chị có dạo gần đây, chị và Linh có khúc mắc về vấn đề tình cảm. Nhưng chị không nghĩ là Linh có gan cho người bắt cóc chị. Mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng chị cố chấn an bản thân. Còn người ta là vậy, giữa ranh giới sự sống và cái chết, ai cũng khát vọng sống rất mạnh mẽ, chị cũng vậy nhất là chị và con vừa có xuyên gặp lại chị tin rằng ông trời sẽ không tàn nhẫn một lần nữa lại chia lìa mẹ con chị mặc dù đã cố bình tĩnh nhưng giọng chị vẫn rất run chị nhìn gã đàn ông to cao trước mặt hỏi ông là ai vì sao lại bắt tôi ông nói đi họ trả cho ông bao nhiêu tiền tôi sẽ trả gấp đôi à không gấp ba còn khốn mày nghĩ tao cần mấy đồng bạc sách của mày sao nói cho mày biết cái tao dư giả nhất chính là tiền, hiểu chưa con danh? Bị tát đau đớn, chị té xuống sàn nhà, một tay chị ôm bụng, chị quyết tâm phải bảo vệ cho bằng được đứa bé này, chị cố gượng dậy hỏi gã ta. Vậy ông muốn gì? Sao lại bắt tôi? Tôi nhớ không lầm, tôi và ông không có thủ án gì. Phải, tao với mày làm gì có thù chỉ là con gái tao vì mày chịu không ít thiệt thòi rồi. Vậy ra, ông chính là... Phải, tao là ba cái linh, người về chồng mày mà thành ra như vậy chị không ngờ ba linh lại là người đáng sợ như vậy sự việc lần này đã đi quá xa rồi bây giờ chị phải làm sao để thoát ra khỏi đây đây chị nhìn ngó một vòng xung quanh hy vọng vẫn còn một lối thoát như đoán được ý định của chị ông thịnh đi tới bóp mạnh cầm chị lớn tiếng nói định trốn sao vô ích thôi trừ khi tao tha cho mày nói cho mày biết đây là một kho hàng bỏ hoang tao phải tốn một mớ tiền không nhỏ để mua lại thực hiện kế hoạch soi lần này. Tôi, tôi nghĩ ông điên rồi. Bắt người là phạm pháp, ông không sợ luật pháp sao? Mẹ nó, sắp chết tới nơi còn già mồm. Không ngờ mày còn cứng đầu hơn cả thằng chồng của mày. Tao thật không hiểu, cái linh nhà tao hơn mày gấp trăm lần. Vì sao thằng Thiên lại không chọn nó chứ? Tình yêu sao miễn cưỡng được? Huống gì chị ta lại là kẻ chen chân vào gia đình tôi? Yêu sao? Được rồi, để tao cho mày xem thử giữa mày và mẹ nó nó sẽ chọn ai để tao cho mày hiểu thế nào gọi là yêu nói rồi ông thịnh quay ra nói với tên đàn em sau lưng treo người con mẹ nó lên trên đống lửa đồng thời bắt con này cho năm thằng chơi để xem nó sẽ chọn cứu ai làm ngay và gọi video cho nó chị sợ hãi là to không được ông không được phép làm như vậy ông đúng là đồ thần kinh bệnh hoạn mà mày sợ rồi sao con kia sao lúc mày hại con gái tao mày không nghĩ đến ngày mày nhận lại sao không, chị ta như vậy là một tay chị ta tự làm tự chịu. Chị ta đã biết chúng tôi là vợ chồng, vẫn muốn cướp chồng tôi. Hỏi chị ta biết liêm sỉ là gì không? Mày nói nhiều rồi đấy, xuống mày làm nhanh. Nếu con kia còn to mồm, lấy băng keo dán mồm nó lại cho tao. Ra ngoài gọi năm thằng vào đây, để tao xem thằng chồng mày, ai mới thực sự quan trọng với nó. Chị lúc này đã mất hết bình tĩnh rồi. Nếu để bị năm người đàn ông này cùng một lúc làm nhục, thì chị thả cắn lưỡi chết đi còn hơn chị phải bảo vệ con, đồng thời phải giữ tấm thân cho trong sạch. Hơn nữa, tùy mẹ anh không thương chị, nhưng chị vẫn rất lo lắng cho bà. Bà lớn tuổi rồi, đâu thể chịu được sự tra tấn như vậy. Hết cách, chị đành quỷ xuống và xin ông Thịnh. Xin ông đừng làm như vậy, tôi thật sự không muốn chị ta như vậy đâu. Xin ông, ông giết tôi đi. Mọi chuyện tôi xin gánh chịu hết, đừng hành hạ mẹ tôi, bà ấy già rồi, không chịu được đâu. Ồ, Hóa ra mày cũng có hiếu thật đấy. Nhưng muộn rồi. Trước khi thằng chồng mày quyết định cứu ai, tao sẽ để chúng mày nói chuyện với nhau lần cuối. Rồi ông Thịnh hét to. Chú mày, đốt lửa lên, mang mụ lý ra đây. Năm thằng ngoài kia vào hết đây xếp hàng cho tao. Giờ thì gọi điện cho thằng chồng nó mau đi. Về phía anh, sau khi trở lại không thấy chị đâu, anh vô cùng sốt ruột. Nhìn thấy tấm giấy để lại dưới gối, anh càng thêm hoảng sợ. Nội dung bên trong mẹ và vợ mày nằm trong tay tao biết điều thì hãy ngoan ngoãn làm theo những gì tao căn dặn nếu không thì chờ nhặt xác chúng về anh rụng rời cả tay chân khi đọc xong mẩu giấy để lại anh không ngờ bọn này lại manh động như vậy giữa ban ngày lại trong bệnh viện mà chúng cũng dám ra tay anh chợt nhớ lại lời ông thịnh đe dọa anh khi sáng nhưng ông ta cho anh thời gian ba ngày cơ mà lẽ nào ông ta lại nuốt lời phải làm sao đây anh đi đi lại lại vỏ đầu bứt tóc trong phòng của chị anh lấy điện thoại gọi cho mẹ anh toàn thuê bao anh lo lắng đứng ngồi không yên ruột gan anh lúc này nóng như lửa đốt điện thoại anh đổ chuông anh mừng thầm vì nghĩ mẹ anh gọi nhưng thì lại là một số điện thoại lạ anh vội vàng nghe máy là tôi đây ông tại sao ông lại đút lời cơ chứ mẹ và vợ tôi đâu mau thả họ ra mày dám ra lệnh cho tao sao tao đã nói rồi nếu mày dám không nghe tao cái giá phải trả mày đã tin chưa ông ông thôi được rồi bây giờ tao cho mày hai lựa chọn một là mày cưới con gái tao hai là chờ nhận xác chúng nó về tao lại nhân từ cho mày thời gian hết ngày hôm nay nhớ tuyệt đối đừng dở trò với tao mọi thứ nhất cử nhất động của mày tao đã cho người theo dõi nói xong lão ta tắt máy còn anh thì hoang mang tột cùng một tin nhắn đa phương tiện gửi đến anh mở hình ra đập vào mắt anh là cảnh mẹ anh bị trói treo lên một đống lửa còn chị thì trong tình trạng gần như khỏa thân, bị năm tên cao to bao vây, kèm theo một dòng chú thích. Đây chỉ là hình ảnh chứng minh lời tao nói thôi. Nếu mày dám trái lời, thì như những gì mày thấy, mẹ và vợ mày sẽ như thế nào, hiểu rồi chứ? Tay anh run rẩy muốn đánh rơi cả điện thoại. Anh thầm nghiến răng chửi thề. Mẹ kiếp, sao lão ta lại bị ổi như vậy? Anh lao nhanh sang phòng Linh, nhưng ở đây đã không còn ai. Anh thất thần tại chỗ, Tại sao lão ta lại hành động nhanh như vậy? Anh sực nhớ lại. Phải rồi, ngày trước khi tặng cho chị đôi bông tai bạch kim, anh có gắn định vị vào đó. Không ngờ việc làm đó của anh lại có ích cho lần này. Anh nhanh chóng bật định vị trên điện thoại lên. May quá, có tín hiệu rồi. Anh mừng thầm trong lòng. Những gì lão thịnh gọi cho anh đã ghi âm lại, kể cả hình ảnh anh cũng đã lưu lại hết. Anh chụp vị trí hiện giờ của chị đang bị bắt giam ở một vùng ngoại ô thành phố sau khi đã có trong tay tất cả bằng chứng anh hoang mang không biết báo với cảnh sát bằng cách nào anh sợ điện thoại anh có thiết bị nghe lén hơn nữa tay chân lão thịnh nhất định đang ở đây theo dõi anh anh đã nghĩ đến đoàn không biết hắn ta đã sang mỹ chưa lần này chỉ có hắn mới giúp được gia đình anh thôi may là lần trước anh đã lấy số hắn từ điện thoại của chị anh nhắn tin cho đoàn thành và mẹ tôi đang gặp nguy hiểm cậu báo cảnh sát giúp tôi tôi không tiện ra mặt đừng gọi lại kẻo bị nghi ngờ, Hạo Thiên. Rồi anh gửi loạt chứng cứ kèm với địa chỉ nơi giam giữ chị tới cho đoàn qua tin nhắn. Xong xuôi, anh xóa hết tất cả trong máy. Anh sợ lão thịnh cáo giả sẽ xem điện thoại anh thì hỏng việc. Anh thầm hy vọng đoàn sẽ đọc được tin nhắn của anh. Anh không thể chờ được mạng sống của hai người họ như ngàn cân treo sợi tóc. Anh quyết định một mình đến đó. Nếu lỡ như gặp chuyện không may thì cả gia đình anh sẽ chết cùng nhau anh gọi lại cho lão thịnh nhưng không được. Lão ta dặn cuộc gọi đến, rồi lão gọi lại cho anh. Tôi sẽ đến chỗ ông bây giờ. Ông cho tôi địa chỉ, hoặc nếu không tin tưởng, thì cho đàn em của ông dẫn tôi đi. Vậy sao? Mày đến đây thì giải quyết được gì? Ngoan ngoãn mà làm con rể tao đi. Không, nếu ông không để tôi đến đó, thì tôi sẽ chết tại phòng bệnh của Linh và tôi sẽ phanh phui việc này ra. Dù sao mẹ và vợ tôi gặp nguy hiểm, tôi cưới Linh rồi, liệu ông có giữ lời hứa mà thả họ ra không? Mày được lắm. Được rồi, mày ra cổng sau bệnh viện chờ đi. 5 phút nữa sẽ có người đón mày. Anh chạy nhanh xuống cổng sau bệnh viện. Quả nhiên chưa đầy 5 phút, đã có một chiếc xe con bốn chỗ đỗ trước mặt anh. Một gã đàn ông đi xuống mở cửa xe cho anh. Vào trong xe, còn có thêm hai tên nữa. Bọn chúng buộc vải đen bịt mặt anh lại. Chúng chở anh ngoằn nghèo hơn 30 phút sau thì tới nơi. Chúng dắt anh xuống xe, mở bịt mặt của anh ra, dẫn anh vào trong. Vừa nhìn thấy lão thịnh, anh không kiềm chế được vội lao tới lão thịnh nhưng chưa kịp làm gì đã bị hai tên phía sau ngăn lại lão thịnh nhếch môi cười nói sao lại nóng vậy chứ con rể tương lai tôi không phải con rể ông mẹ và vợ tôi đâu lão thịnh đi về phía anh tay lão ta nắm chặt tóc anh lão nhìn anh ra vẻ coi thường quát mẹ mày tưởng mày ngon lắm sao nếu không phải con gái tao nhiều lần cầu xin cho mày tao đã xử mày rồi còn nhớ lần trước vì mày mà nó cố tình hất nguyên bắt canh nóng vào người chứ. còn nữa, may cho mày là trước đây tao đi làm ăn xa, nếu như tao biết mày dám từ hôn nó để lấy con kia, thì mày nghĩ mày sống được tới bây giờ không? Anh không ngờ lão thịnh lại là tay sang hồ máu mặt như vậy. trước đây anh chỉ nghe mẹ anh nói đình từ nhỏ sống với mẹ cô ta. những năm gần đây xa cô ta mới xuất hiện, nhưng cứ đi đi về về. chẳng ngờ lão ta lại là dân anh chị như vậy. thấy bộ dạng hoảng hốt của anh lão nhìn anh cười hả hê thế nào bây giờ biết sợ rồi sao làm sao mà không sợ chứ trước giờ anh là dân làm ăn chưa bao giờ giao du với dân xã hội như lão anh chưa biết phải trả lời sao thì lão lại nói được rồi nể tình con gái tao tao cho mày gặp mặt vợ mày lần cuối mày có hai mươi phút hàn huyên tâm sự ông có thể thả cả mẹ tôi ra trước được không nếu cưới con gái ông thì phải có mặt mẹ tôi chứ ông chắc hẳn không muốn người khác chê cười đúng không? Lão Thịnh suy nghĩ một hồi, nghe có lý, lão gật đầu. Được thôi, để tao xem tụi mày dở trò mèo gì đây. Tụi bay, đem mụ lý ra đây. Anh nhìn thấy mẹ anh, trong bộ dạng nhếch nhác sợ hãi. Anh đau lòng lắm, không ngờ từng tuổi này rồi, bà lại chịu cảnh nhục nhã khổ sở như vậy. Nhìn thấy anh, mẹ anh mừng lắm, bà lao tới ôm anh khóc thật to. Nhìn cảnh này, ai cũng động lòng riêng lão thịnh mặt lạnh tanh quát. Hai mẹ con mày thôi ngay cảnh tình cảm này đi, tao nhìn thấy sốn mắt quá. Còn mụ, nhớ giữ mồm giữ miệng đấy, cà chớn tao một lúc cho ba mẹ con mày lên Tây Thiên, tụi mày nhớ rõ lời tao nói. Rồi lão nhìn sang tên đàn em bên cạnh. Thằng Hổ, mày đưa mụ ta về trước, canh rừng mụ ta cẩn thận. Rõ thưa đại ca. Mẹ anh bị đưa đi, bà cứ quay lại nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi. Bà trách mình có mắt như mù, cũng tại bà mà con trai con dâu bà phải gặp nguy hiểm. Anh nhìn bà gật đầu tỏ ý không sao cho bà yên tâm. Lão Thịnh nói: Thằng Beo đưa nó vào phòng, cho nó gặp con vợ nó lần cuối đi. Mày thấy đấy, tao đã quá nhân từ với bọn mày rồi. Mày có hai mươi phút, sau đó ngoan ngoãn theo tao về. Đáng lẽ ra việc nhỏ này tao sẽ không nhúng tay vào, nhưng vì tao muốn bù đắp làm suốt chuyện cho con gái tao, nên tao muốn đích thân đứng ra giải quyết. Được rồi, dẫn nó đi đi chị sau khi bị bọn chúng lột đồ để chụp ảnh chị đã quyết liệt chống trả nhưng sức phụ nữ chân yếu tay mềm chị chẳng làm được gì cũng may bọn chúng không làm nhục chị nếu không chị cắn lưỡi chết còn hơn cửa phòng lại được mở ra lần này chị thật sự hoảng loạn chị không biết chúng sẽ làm gì chị chị ôm chặt cơ thể đang run rẩy hét thật to tránh xa tôi ra bọn ma quỷ các người không được đụng vào tôi thanh là tiếng anh gọi chị chị có phải bị ảo giác rồi không làm sao anh biết chị ở đây mà đến? Cút đi, đừng đụng vào tôi, xin các người. Anh đau đớn khi nhìn chị gần như phát điên như vậy. Anh nhanh tới ôm lấy chị vào lòng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh. Chị dần bình tĩnh hơn. Là anh đây Thanh. Chị ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Hai tay chị ôm chặt lấy cổ anh. Miệng chị không ngừng thủ thị gọi. Thiên, đúng là anh rồi. Em, em sợ lắm. Bọn chúng thật ghê tởm. Ngoan, Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Em muốn về nhà anh ơi, em sợ bọn chúng sẽ làm gì con chúng ta, nếu chúng đụng vào, em em sẽ lập tức cắn lưỡi chết ngay. Ngoan, đừng nghĩ quẩn, anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây. Làm, làm sao anh vào được đây? Bọn chúng có làm gì anh không? Không, bây giờ em phải thật bình tĩnh nghe anh nói. Lão Thịnh muốn anh cưới Linh, sau đó sẽ thả em và mẹ ra, nhưng anh sợ con người lão ta xảo quyệt, nhất định sẽ không tha cho em em nghe anh nói nè, anh nhìn ngó một vòng xung quanh rồi nói nhỏ vào tai chị, bây giờ chị còn trông chờ vào cậu ta thôi. chị sợ sệt run rẩy hỏi anh, lỡ như cậu ấy đi rồi thì sao anh? anh em bà con sẽ chết cùng nhau, em sợ không? không. chị nhìn anh lắc đầu kiên định nói, một lần nữa anh lại ôm chị thật chặt, anh cúi đầu hôn lên môi chị, thời gian như ngừng lại đến khi cửa phòng mở ra anh quyến luyến rời khỏi vô chị Cái gã tên bèo lên tiếng. Thằng kia, ra ngoài nhanh, hết giờ rồi. Anh nhìn chị hồi lâu rồi nói với chị. Cẩn thận, anh đi trước đây. Lão thịnh đứng trước đợi anh. Thấy anh lão nói. Đi thôi. Lời lão vừa dứt thì bên ngoài tiếng của lực lượng trinh sát vang lên. Thịnh sẹo, anh đã bị bao vây không thoát được đâu. Anh buôn bán vũ khí trái phép, kinh doanh rất cấm. Nay lại thêm tội bắt giam người trái phép Chúng tôi khuyên anh bỏ vũ khí đầu hàng để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Lão quay sang đá mạnh vào bụng anh. Lão rút súng dí vào chán anh tức giận hét lớn. Mẹ nó, mày dám báo cảnh sát. Vô lôi đầu con vợ nó ra đây. Anh đau đớn ôm bụng quỵ xuống nền gạch. Lão tức giận đã anh thêm vài phát vào lưng. Chị bị tên beo lôi sỉnh sạch ra khỏi phòng. Lúc này phe lão thịnh chỉ còn lão và tên beo. Lão biết nếu buông vũ khí xuống, lão sẽ chẳng còn đường lui những ngày sau lão phải ăn cơm tù và cái giá của lão phải trả là tử hình không hơn không kém. Dù chết, lão cũng phải lôi anh chị chết theo. Lão túm tóc anh lồi dậy trả lời cảnh sát bên ngoài. Tao đang có hai con tin trong tay. Tụi mày chuẩn bị xe và ba tỷ cho tao rút lui. Nếu không, tao bắn nát sọ bọn nó. Nhận thấy sự manh động liều chết của lão thịnh, đội trưởng đội phòng chống tội phạm cũng không dám liều, sợ lão ta uy hiếp đến con tin. Anh nói lớn qua loa cầm tay, anh không thoát được đâu, đầu hàng đi. Vừa dứt lời, thì lão thịnh bắn một phát súng lên trời chỉ thiên nói. Đừng dọa tao, thằng thịnh này nó là làm, chúng mày nhanh làm theo yêu cầu của tao mau lên. Vì quá lo lắng cho chị, đoàn bất chấp nguy hiểm, một mình đoàn lẻn vào bên trong. Đoàn cũng không hề biết rằng, có hơn một chục lực lượng trinh sát cũng đang nép mình chờ hành động. Anh ta nép sau một cái cột to, vị trí của đoàn rất gần với lão thịnh. Anh tình ý nhận ra đoàn, đoàn nhìn anh ra hiệu phối hợp đối phó với lão thịnh về phía tên beo do xoay lưng lại nên gã ta không nhìn thấy gì đoàn từng bước tiến về phía lão thịnh trên tay anh là một thanh gỗ to dài lúc này anh đội trưởng công an đã nhìn thấy đoàn anh ta thầm kêu không ổn phương án khác nhanh chóng triển khai phối hợp với đoàn đồng thời bảo vệ cả ba người bọn họ lão thịnh không cảnh giác phía sau mà chỉ chú tâm đằng trước nên không phát hiện ra sự có mặt của đoàn đoàn dơ thanh gỗ lên, đánh mạnh vào đầu lão thịnh. Anh tình ý phối hợp vùng dậy, thúc mạnh đầu vào bụng lão. Bị đánh bất ngờ, lão thịnh choáng váng ngã xuống. Tên bèo cũng bị trình sát phía sau bắn vào bắp chân, hạ gục gã. Lão thịnh bị văng súng rớt xuống, cách lão một găng tay. Đầu lão chảy máu rất nhiều, khiến lão ngất luôn tại chỗ. Anh và đoàn vì quá vui mừng, lao nhanh về phía chị. Các trình sát cũng nhanh tới áp giải lão thịnh và tên đàn em. Không ngờ ngay lúc này, lão mở mắt, bắt lấy súng, chĩa súng nhắm vào anh. Anh không hề đề phòng Lão Thịnh, cứ nghĩ rằng Lão đã ngất đi. Việc còn lại là để cảnh sát lo. Còn chị nhìn thấy Lão Thịnh sắp bắn anh, chị hốt hoảng vội vàng dùng sức, đẩy mạnh anh ra, chị hét to, cẩn thận. Cùng một lúc, ba tiếng súng vang lên, sự việc quá nhanh, khiến cảnh sát trợ tay không kịp. Hai phát súng ghi vào tim Lão Thịnh, Lão chết ngay tại chỗ, phát súng còn lại, không ai ngờ tới, người trúng đạn lại chính là mẹ anh bà đã đỡ cho anh mẹ anh và chị cùng đồng thanh kêu to anh bỏ dậy ôm lấy mẹ anh gọi to mẹ mẹ ơi mở mắt ra nhìn con đi mẹ sao mẹ lại còn ở đây chứ mẹ ơi mẹ anh dùng một chút sức còn lại bà vẫy tay ý bảo chị đến bên cạnh bà bà dùng chút sức tàn nói mẹ xin lỗi mẹ làm khổ các con rồi thanh tha thứ cho mẹ con nhé mẹ sắp không xong rồi Mẹ không được nhìn cháu mẹ lần cuối rồi. Mẹ, mẹ mong hai đứa sẽ sống đời hạnh phúc với nhau. Mẹ về với ba đây, ông ấy chờ mẹ lâu rồi, ông ấy đang gọi mẹ. Mẹ xin lỗi các con. Nói rồi, mẹ anh buông thõng cánh tay, bà đã đi xong sự thanh thản miệng cười đầy mãn nguyện. Anh gục đầu xuống khổ sở nói, "Mẹ, hãy yên nghỉ đi, mẹ nhé." Linh bị bắt vì tội đồng lõa bao che cho ba cô ta. Sau khi biết tin ba cô ta vì cô ta mà chết thảm, Linh ở trại giam không chịu được, dày rất lương tâm chỉ vì sự ích kỷ của cô ta mà mất đi một lúc hai mạng người. Từ đó Linh trở nên điên dại, không còn biết gì. Tiếc thay cho Linh chỉ vì chữ tình mà tự hủy hoại tiền đồ bản thân mình. Đoàn trở về Mỹ, không một lần trở về Việt Nam nữa. Còn chị và anh, vì cái chết của mẹ anh nên tạo nên khoảng cách giữa hai người. Thấy anh ngày càng trầm mặc, im lặng, dù đã nhiều lần khuyên can nhưng anh vẫn không thoát khỏi bóng ma trong lòng. Tình cảm của anh chị ngày càng lạnh nhạt. Chị ôm bụng bầu hơn 6 tháng bỏ đi trong im lặng. Sau khi chị đi, anh mới thức tỉnh, tìm kiếm chị khắp nơi nhưng không có tin tức. 5 năm sau, sau một lần khảo sát địa hình trên vùng cao Tây Nguyên vắng vẻ, anh bắt gặp một bé gái 5 tuổi vô cùng đáng yêu, xinh đẹp nhìn thấy đứa bé này anh cứ lầm tưởng là chị đứa bé giống chị như khuôn đúc đặc biệt là đôi mắt đen láy to tròn khiến anh kích động không thôi anh ôm chầm đứa bé trong bụng bé gái nhìn thấy người lạ sợ hãi muốn thoát khỏi anh anh biết mình làm cho nó sợ vội buông bé ra và nói đừng sợ chú không phải người xấu chỉ là nhìn cháu rất giống một người quen của chú đứa bé thấy anh không giống kẻ xấu thật nên thái độ cũng không còn sợ sệt anh nữa đứa bé ngây ngô hỏi anh vậy người nhà chú đâu sao chú lại ở đây một mình chú bị lạc đường mẹ cháu nói không được phép giao tiếp với người lạ nhưng cháu thấy chú không phải kẻ xấu đúng vậy chú không phải kẻ xấu vậy ba mẹ cháu đâu sao để cháu ở đây một mình vậy cháu cháu không có ba còn mẹ cháu thì cô bé nhìn ngó một vòng xung quanh nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của mẹ cô bé chạy nhanh tới bên cạnh gọi mẹ to, "A, mẹ." "Tiểu Đậu, con đi đâu là mẹ tìm con mãi, hư quá, lát về mẹ sẽ không làm món bánh đậu cho con đâu." Anh sững sờ chết đứng tại chỗ, giọng nói này, bóng lưng này, đã 5 năm rồi, nó vẫn luôn khắc khoải trong tâm trí anh. Chị bế Tiểu Đậu trên tay, đi thẳng về trước mà không để ý anh đứng phía sau từ nãy giờ. Nhìn thấy chị đi xa dần, giọng anh run rẩy hét lên như rất sợ sẽ đánh mất chị thêm một lần nữa thanh chị xoay người lại ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ bao nhiêu cảm xúc trong chị tuôn trào chị không ngờ còn có ngày gặp lại anh trước mặt chị là anh người đàn ông mà chị luôn nhớ thương khắc khoải hai người cứ đứng đối diện nhau mặc cho bao cảm xúc tuôn trào mặt trời khuất dần sau ngọn núi sau bao cách trở anh chị lại tìm thấy nhau tiểu đậu trên tay chị Thấy mẹ cứ nhìn chú lúc nãy thất thần Cô bé ôm cổ chị thỏ thẻ hỏi Chú này là ai vậy mẹ? Sao chú lại biết tên mẹ thế? Chị nhìn tiểu đậu đầy yêu thương Hồn lên chiếc má phung phính của cô bé Rồi chị bế cô bé đi về phía anh Chị dịu dàng nói Tiểu đậu nhớ ba không? Ba của tiểu đậu đã về rồi đấy Cứ ngỡ cuộc đời anh chị Sẽ mãi lạc mất nhau Nhưng dù cho bao khó khăn sóng gió só, Còn yêu thì sẽ quay về bên nhau Vâng, chúng ta vừa lắng nghe hết câu chuyện Dối tình trên kênh Chuyện 23S. Đây là lần đầu tiên mình đọc chuyện của tác giả Tường Vi Đỏ. Quả thật, cảm xúc mà câu chuyện mang lại rất giạt rào. Mình như được sống trong câu chuyện của tác giả viết ra vậy. Cái kết tùy Thành và Thiên cùng con gái đã đoàn tụ, nhưng vẫn để lại say dứt. Cả cuộc đời bà mẹ chồng sống trong sự ghen ghét con dâu, tranh giành tình cảm của con trai bà dành cho con dâu. Mắng nhiếc chửi bới thậm tệ của con dâu hiếu thảo để tiếp tay cho Linh, người phụ nữ mưu mô, toan tính, để phá hoại cuộc hôn nhân của chính con trai bà. Để rồi trước khi chết mới thấu hồng trần, chút hơi thở cuối cùng cùng lời xin lỗi Thiên và Thanh. Chắc phải rất lâu mình mới có thể thoát khỏi cảm xúc của câu chuyện mang lại. Còn mọi người có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé! Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh để Chuyện Hay 3S có thêm động lực đọc nhiều câu chuyện hay nữa nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!